phốc, nhưng mà, thanh long hoàng triều lão tổ tông giữa không trung đột nhiên cuồng phún một ngụm máu tươi, quỹ tích bay cũng biến thành cong vẹo, cuối cùng trực tiếp đập xuống hạ trong hoàng cung. Lão tổ tông, lang tuyết công chúa hoa dung thất sắc, kinh hô một tiếng, lập tức điều động mấy người hướng trong hoàng cung chạy như điên. Nàng ánh mắt nhìn về phía trên không trung, nhìn thấy một vị ung dung hoa quý nữ tử, như cửu thiên tiên nữ chậm chậm hướng xuống mặt rơi xuống, trong con ngươi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thanh Long Hoàng Triều Lão Tổ Tông Bại mà lại bị bại triệt để trăm năm trước cũng đã là đệ nhất thiên hạ cường giả trí tôn vẫn không thể nào địch nổi cái này yêu tộc đại đế lão tổ tông bại một lần thanh long hoàng triều cũng thua triệt để có yêu hậu một người nàng có thể nhẹ nhõm chém giết trăm vạn đại quân không người có thể địch hừ quả nhiên yêu hậu nhìn thấy phía dưới thiên về một bên tình huống gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vòng hàn ý trên người nàng đột nhiên bạch quang lóe lên thân thể thế mà huyễn hóa thành một cái xinh đẹp màu trắng hồ ly Nàng thân thể đằng sau năm đầu to lớn cái đuôi trên không trung phiêu đáng, tại nàng biến trở về bản thể một khắc này, một hương thơm kỳ lạ lặng yên từ trên người nàng lan tràn ra, trong nháy mắt bao phủ phía dưới sở hữu võ giả, ngay sau đó nhanh chóng hướng trên tường thành tràn ngập mà tới. Hồ hương, mị hoặc yêu thuật, xong, lang Tuyết công chúa nhìn thấy thành trì bên ngoài sở hữu cường giả đều đình chỉ công kích, nhìn thấy bọn hắn đôi mắt cũng bắt đầu mê mang, trên tường thành rất nhiều võ giả cũng đôi mắt bắt đầu mê mang gương mặt xinh đẹp bên trên không còn có một tia huyết sắc. Đã từng có một cái tam vĩ linh hồ bằng vào sức một mình, chu diệt thánh linh quốc một thành người, có thể thấy được cái này linh hồ yêu thuật chi cường đại, một cái năm nuôi linh hồ yêu đế tự mình phóng thích yêu thuật, thần du linh hồn của cường giả cường độ làm sao có thể chống lại. Xong, phụ hoàng, hài nhi theo đuổi tùy ngươi, lăng tuyết tu luyện chính là linh hồn, linh hồn cường độ mạnh phi thường, giờ phút này cũng nhanh không chống nổi, nàng đôi mắt mê mang, mắt thấy là phải bị mị hoặc. Chiêm chiếp, đúng lúc này, một đảo to rõ tiếng chim hót vang lên, ngay sau đó một đảo to lớn bạo giống chuyển đến, để lăng tuyết mê mang ánh mắt lần nữa khôi phục thanh tình, thân thể mềm mại cũng run lên, sắc mặt trắng bệch khôi phục hồng nhuận. Các loại chờ yêu hậu, con gái của người ta cứu về rồi. Phía đông bầu trời ba con đại điều như thiểm điện mà đến, bất qua tề viện trưởng bọn người tựa hồ có chút e ngại cái này yêu hậu, không dám mạo hiểm vậy mà tới gần. Sang giật một người cưỡi long ưng nhanh chóng bay tới trong ngực hắn ôm một cái tiểu hồ ly, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vui mừng, không ngừng đối giữa không trung năm đuôi linh hồ chi chi réo lên không ngừng. Ông, trên bầu trời năm đuôi linh hồ bạch quang lóe lên, lần nữa biến thành một cái mỹ lệ phu nhân, nàng một mực mặt không thay đổi trên mặt đều là vẻ đau lòng, thật xa cũng khẽ kêu tiểu phỉ. Chi chi, tiểu hồ ly như bảo thạch trong con người ẩn ẩn ngấn lệ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vô cùng đáng thương ủy khuất biểu lộ, giang giật còn không có tới gần yêu hậu, nó thân thể tựu bắn ra, nhào vào yêu hậu trong ngực, kêu không ngừng. Tiểu phỉ, người chịu khổ, yêu hậu thanh âm đều có một ít nghẹn ngào, một mực nhẹ vỗ về tiểu hồ ly, mặt mũi tràn đầy đều là yêu chiều chi sắc. Hô, Giang giật nhìn thấy phía dưới rất nhiều thần du cường giả đều khôi phục thanh tỉnh, nhao nhao lui về thiên tinh thành bên trong, nhìn thấy thiên tinh thành bình yên vô sự, bình dân cũng không có bị mảng lớn đổ sát, không nhịn được âm thầm may mắn. Cái này nếu là lại chế một chút trở về, sợ là toàn thành người đều sẽ bị mị hoặc, thiên tinh thành cũng sẽ biến thành một tòa thành chết a. Hắn trầm ngâm một chút, nhìn lướt qua nơi xa làm lòng người sợ đại quân yêu thú, hướng giữa không trung yêu hậu chắp tay nói, yêu hậu, tiểu công chúa ta đã giúp ngươi cứu về rồi, khẩn cầu ngươi lập tức xuất lĩnh đại quân yêu thú lui về tam vạn đại sơn, đừng có lại giết người, lần này chết quá nhiều người nhiều lắm. Hừ, nào biết, yêu hậu nhàn nhạt quét sang giật một chút hừ lạnh nói, người nói lùi binh tiểu lùi binh bắt nữ nhi của ta phía sau màn thủ phạm còn không có tìm tới, bản hậu há có thể nhanh như vậy lui binh nhân loại các ngươi không cho bản hậu một cái công đạo, bản hậu muốn huyết tẩy đại lục. chương 271, Đại lễ, huyết tẩy đại lục, nghe được câu này, người phía dưới, còn có xa xa tề viện trưởng bọn người toàn bộ biến sắc, nhất là lăng tuyết bọn người, yêu hậu đây là nói rõ muốn lập uy. Muốn cho yêu tộc tranh một bộ mặt, muốn cho đại lục nhân loại một cái trầm thống giáo huấn, để đại lục con dân vạn thế đều ghi khắc. Thanh Long Hoàng Triều Lão Tổ Tông bị nàng đả thương nặng, cái này Yêu Hậu nhìn còn không có nửa điểm thương thế, không cần phải nói Yêu Hậu chiến lực hoàn toàn áp chế Thanh Long Hoàng triều lão tổ tông. Cái này lão tổ tông trăm năm trước chiến lực liền có thể so thủy U Lan, bế quan trăm năm không nói có tiến bộ lớn, luôn không khả năng lui bước a. Điều này nói rõ một vấn đề, Yêu Hậu chiến lực đã đạt tới thiên hạ đệ nhất, coi như thủy U Lan mấy người liên thủ áp chế nàng khả năng cũng không lớn, giống như nàng một lòng muốn huyết tẩy đại lục, sợ là ai cũng không ngăn cản được phía sau màn thủ phạm bàn giao ai biết phía sau màn thủ phạm là ai bắt cóc tiểu hồ ly người toàn bộ đều đã chết thi thể hoặc là hư thối muốn sao không có nửa điểm manh mối coi như rất nhiều người có ý tưởng đoán được thủ phạm nhưng không có chứng cứ đã tìm không thấy phía sau màn thủ phạm làm sao cho bàn giao cái này bàn giao ai đến cho là thanh long hoàng triều vẫn là lục đại các nước chư hầu cho lại thế nào cho cả tòa thiên tinh thành tại thời khắc này an tĩnh đáng sợ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được toàn bộ ánh mắt lấp lóe, có chút không biết làm sao. Ha ha, đúng lúc này Giang Giật đột nhiên cười một tiếng, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, rất nhiều mắt người mắt sáng lên tựa hồ tìm tới chủ tâm cốt, nhìn thấy Giang Giật như thế thong dong, các nàng bản năng đem hy vọng đặt ở Giang Giật trên thân, hy vọng hắn có thể phá cục. Giang Giật cười đến mức vô cùng sán lạn, mở cái miệng rộng, lộ ra hai hàm răng trắng, tùy ý chắp tay nói, yêu hậu, đừng như vậy a, à, đại lục đều bị ngươi đổ vài quốc gia, người cũng đã chết mấy trăm vạn, mặt mũi cũng đủ mạnh. Lão nhân ra người, đại nhân có đại lượng coi như xong đi. Giống như còn chưa hết giận, ngươi đánh ta một chầu được, ta tuyệt không phản kháng. Giang giật vừa rơi xuống toàn trường mắt trợn tròn, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi hai mặt nhìn nhau, rất nhiều mắt người mắt mông lung có chút không biết rõ tình trạng. Là tình huống như thế nào, yêu hậu muốn huyết tẩy đại lục, toàn bộ lòng người đều sập, thành nội không khí một ngà tới cực điểm, dương cung bạt kiếm, giang giật đột nhiên toát ra một câu như vậy dở dở ương ương. Trong lúc nhất thời đừng nói nhân loại bên này, coi như yêu hậu đều có chút không tiếp thụ được. Hắn coi là đây là một đám hài tử tại nhà tròi sao. Phải biết hắn đối mặt thế nhưng là yêu tộc đại đế, đại lục chân chính đệ nhất cường giả trí tôn, như thế tùy ý khẩu khí thật được không? Toàn bộ người đều bị giang giật dọa mộng, nói như vậy chân tâm không sợ yêu hậu trực tiếp một bàn tay chụp chết hắn sao không sợ nàng trong cơn giận dữ đem thiên tinh thành cho đồ. Giang giật tự nhiên không sợ, chí ít, yêu hậu sẽ không giết hắn, bởi vì hắn có một tấm hộ thân phù tiểu hồ ly hắn nói như vậy cũng không phải choáng váng mà là đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau mới mở miệng hắn suy đoán yêu hậu cũng không phải là nghĩ thật cùng nhân loại quyết liệt nếu không nhân loại cùng yêu tộc thật liền sẽ lưỡng bại câu thương yêu hậu muốn một bộ mặt muốn để toàn bộ người trong thiên hạ ghi khắc lần này giáo huấn không phải lại đi tìm nàng phiền phức tìm nàng nữ nhi phiền phức nếu không liền muốn tiếp nhận nàng lôi đình chi nộ nàng hủy đi nhiều như vậy thành trì giết nhiều người như vậy giết Tô Bình Bình, còn trọng thương Thanh Long Hoàng Triều Kim Cương cảnh cường giả, mặt mũi kỳ thật đã đủ rồi. Sở dĩ, nàng bản ý bên trên cũng không muốn tiếp tục khai chiến, nàng chỉ là muốn một cái hạ bậc thang, giang giật đây là cho nàng bậc thang, để nàng mượn sườn núi xuống lừa. Chi chi, lúc này yêu hậu trong ngực tiểu hồ ly cũng đột nhiên réo lên không ngừng, trong đôi mắt đều là khẩn cầu chi sắc, rũi ra một cái lông sù chân trước, không ngừng đối giang giật chỉ trỏ, tựa hồ tại cùng yêu hậu giao lưu người phía dưới tâm căng đến chặt hơn, toàn bộ khẩn trương nhìn chăm chú lên trên bầu trời giang giật cùng yêu hậu, còn có cái kia tiểu hồ ly, bọn hắn sinh tử coi như nắm giữ tại yêu hậu trong tay a. À. Ai, tiểu hồ ly kêu mấy chục âm thanh, yêu hậu sắc mặt đột nhiên hòa hoãn lại, nặng nề thở dài, đưa tay vuốt phe tiểu hồ ly đầu, lắc đầu nói khẽ tiểu phỉ, người đứa nhỏ này làm sao còn thiện lương như vậy a? À? người đã quên nhân loại là chuẩn bị đối đãi người người đứa nhỏ này tâm địa thiện lương như vậy, mẫu hậu về sau nếu là không tại người sớm muộn muốn chết tại nhân loại trong tay không có ở đây yêu hậu thanh âm rất nhỏ người phía dưới căn bản mời không đến giang giật lại nghe được hắn có chút hồ nghi nháy nháy mắt yêu thú thọ nguyên không phải so với nhân loại dài mấy lần sau yêu hậu nhìn rất trẻ trung thực lực lại như vậy cường đại như thế nào lại chết đã không chết nàng làm sao lại không tại chi 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 tiểu hồ ly réo lên không ngừng ánh mắt vô cùng nhân tính hóa dị thường kiên định cuối cùng yêu hậu sắc mặt triệt để hòa hoãn lại nàng trầm mặc một hồi đột nhiên một tay vỗ không khí bốn phía lập tức tại bàn tay nàng phía trước ngưng tụ một bàn tay cực kỳ lớn hư ảnh trên không trung thành hình nàng đôi mắt cũng lạnh xuống quát khẽ nói tiểu tử đã ngươi nghĩ thay thiên hạ vạn dân nhận qua vậy liền bị ta một trưởng đi có thể sống sót hay không tự xem ngươi vận khí suy suy bàn tay kia mang theo hủy thiên diệt địa khí tức gào thét mà xuống cho người cảm giác tựa như không thể ngăn cản tề viện trưởng lăng tuyết công chúa bọn người lập tức biến sắc giang giật cũng sầm mặt lại liền thân dưới long ưng cũng không kịp thu nhập đi vào trực tiếp thả ra vô số địa hỏa ma thiên lăng cũng trước tiên xuất hiện bao phủ toàn thân oanh bàn tay to hư ảnh những nơi đi qua tầng không gian tầng chấn động từng đạo liên y phóng xạ mà đi bàn tay to đập vào địa hỏa phía trên địa hỏa đều trực tiếp chấn thành hư vô cuối cùng đập vào bị ma thiên lăng bao phủ giang giật trên thân oanh giang giật cả người bị lực lượng khổng lồ đập xuống dưới trực tiếp nện vào một cái trong lầu cát dưới người hắn long ưng liền kêu thảm đều không có phát ra, trực tiếp trận đập thành thịt nát. Bàn tay to còn đi theo đập xuống, đem phụ cận phương viên hơn 10 trượng lầu các san thành bình địa, đánh ra một cái cự đại thủ ấn. Giang giật, giang tuần sát xứ, rất nhiều người kinh hô lên, lăng tuyết công chúa tể viện trưởng đám người sắc mặt biến đổi, giang giật nếu là chết rồi, thế nhưng là thật to tổn thất a, như thế tuyệt thế thiên tài, cho hắn thời gian mấy chục năm, chưa hẳn không thể thành tựu đỉnh phong. Rút quân, hồi trở lại tam vạn đại sơn. Yêu hậu không hề liếc mắt nhìn Giang giật một chút, nhàn nhạt, nhạt phung tay lên, mặc cho tiểu hồ ly chi chi réo lên không ngừng, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía đông nam thẳng tắp bay đi. Đại quân yêu thú cũng đồng thời bạo giống một tiếng, nhanh chóng đi theo yêu thú hướng phía trước bay đi. Hô, lang tuyết công chúa cả người thân thể mềm nhũn, bước chân một lảo đảo, kém chút ngồi vào trên mặt đất. Lập tức nàng nghĩ tới, đột nhiên quát lớn, mau đi xem một chút giang tuần sát xứ, xem hắn phải chăng còn sống vù vù mấy thần du cường giả tối đỉnh còn có xa xa tề viện trưởng bọn người đã sớm bay đi một tên thần du cường giả tối đỉnh vọt thẳng vào dưới mặt đất rất nhanh ôm lấy một cái máu thịt be bét người vọt ra kêu to lên còn sống giang tuần sát xứ còn sống xoạt a à, vô số người kinh hỉ càng nhiều người lại là đầy mắt hoài nghi vừa rồi như thế dọa người một trường mặt đất đều cho đánh ra một cái cự đại thủ ấn giang giật còn có thể sống sót nhanh nhanh đưa vào hoàng cung mời hồng đại sư cứu chữa để Hồng Đại Sư không tiếc bất cứ giá nào cứu sống Giang Tuần sát xứ. Lăng Tuyết lập tức khẽ kêu, bởi vì quá mức cấp bách, thanh âm đều có chút thanh âm rung động, khuôn mặt bên trên cũng đều là kích động. Tề viện trưởng bọn người liếc nhau, cũng rất nhanh đôi mắt sáng lên, các nàng ẩn ẩn đều có một loại minh ngộ. Yêu hậu. Tựa hồ đang cố ý đưa giang giật một món lễ lớn cho hắn một cái thiên đại mặt mũi nếu không thật muốn chém giết hắn, 10 cái giang giật cũng đã chết. Đã người nghĩ thay thiên hạ vạn dân nhận qua, hồi tưởng lại yêu hậu lời nói, mọi người càng chắc chắn, yêu hậu đây là mịt mờ tại báo đáp sang giật cứu hắn nữ nhi đại ân, tại bồi dưỡng hắn, để hắn trở thành nhân loại anh hùng, trở thành đại lục chúa cứu thế, để toàn bộ người trong thiên hạ đều cảm kích hắn. chương 272, ủy thân cho ngươi, đại quân yêu thú thẳng tắp theo bác mãng quốc tiến vào thần võ quốc, hướng tam vạn đại sơn phóng đi. Bắc Mãng quốc tự nhiên một đường đèn xanh, thần võ quốc quốc chủ Hạ Đình Uy cũng không phải đồ đần, đại quân yêu thú những nơi đi qua, quân đội rút đi, phủ cận trong thành trì người toàn bộ di chuyển, mặc cho đại quân yêu thú nghênh ngang trở lại tam vạn đại sơn. Đại quân yêu thú rút lui, toàn bộ đại lục con dân vui mừng khôn xiết, mấy đại các nước chư hầu quốc chủ cũng thở dài một hơi, thủy u lan các loại chờ một đám cường giả trí tôn cũng toàn thân nhẹ nhóm. Nếu là đại quân yêu thú còn không lùi, các nàng chỉ có cùng chết, sau cùng kết cục tuyệt đối rất là thảm liệt, thanh long hoàng triều lão tổ tông đều thua, yêu hậu chiến lực đã nghịch thiên, tuyệt đối nhưng so sánh trong lịch sử những cái kia thành danh thiên quân cường giả, coi như thập đại cường giả người liên thủ liều mạng, có thể hay không chiến thắng nàng đều là vấn đề. Một cái tên lần nữa truyền khắp đại lục, Giang Giật, tại Thanh Long Hoàng Triều tiềm phục tại đại lục ngàn vạn ám vệ truyền bá xuống, Giang Giật sự tích rất nhanh truyền khắp thiên hạ. Mà lại đi qua Thanh Long Hoàng Triều người thêm mắm thêm muối, biến thành Giang Giật một người một mình truy kích bắt cóc tiểu hồ ly mười mấy tên ác đồ, truy sát dòng giã một tháng, một người đánh giết mười mấy tên thần du đỉnh phong cuối cùng thành công đem tiểu hồ ly giải cứu ra cái này còn không sao không biết là lăng tuyết công chúa thụ ý vẫn là người phía dưới tự tiện làm chủ giang giật cứu ra tiểu hồ ly về sau còn một người lực kháng yêu hậu là ngăn cản yêu hậu huyết tẩy đại lục giang giật cùng yêu hậu đại chiến một ngày một đêm cuối cùng thành công đem yêu hậu bước lui chính mình cũng bị thương thật nặng giờ phút này chính bởi đại lục tứ đại thiên gia trị liệu sư một trong hồng đại sư ngày đêm không ngừng trong cấp cứu Giang giật uy danh, cũng tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm. Mặc dù hắn là xú danh chiêu lấy phản quốc tặc, nhưng ở nhân loại đại nghĩa trước mặt, chút chuyện nhỏ này lại tính được trò chuyện cái gì giống như không phải giang giật. Đại lục sẽ còn chết bao nhiêu người còn sẽ có bao nhiêu thành trì bị phá hủy, sẽ có bao nhiêu gia đình nhà họp phá người vong. Mà lại thanh long hoàng triều người còn đem thần võ quốc hoàng thất làm trái lời hứa, thay đổi thất thường, cướp đoạt vốn thuộc về giang giật chấn hồn thảo sự tình công bố thiên hạ, cho giang giật chính danh, còn mịt mờ cho thấy thần võ quốc thái tử hạ vô hối, bởi vì ghen ghét giang giật, nhiều lần mưu hại. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đối giang giật biểu thị đồng tình, dù sao một cái 16 tuổi thiếu niên, vô duyên vô cớ làm sao lại phản bội các nước chư hầu, hội một người cùng một nước đối kháng cũng đối thần võ quốc vương thất chửi ầm lên, dùng ngòi bút làm vũ khí, lòng đầy cam phẫn. Hạo kiếp vừa qua khỏi, đại lục tử thương quá nhiều người, thiên hạ nhân tâm hoảng sợ, giang giật vừa vạn hoành không xuất thế tại cái này vũ lực trí thượng đại lục nhân dân cần anh hùng cũng sùng bái anh hùng các các nước chư hầu đối với việc này cũng không tốt áp chế nếu không sẽ chọc giận toàn bộ người trong thiên hạ chọc giận thủy u lan các nàng sở dĩ giang giật rất nhanh trở thành rất nhiều đại lục con dân trong lòng anh hùng vô số thiếu nữ tình nhân trong mộng vô số thiếu niên thần tượng rất nhiều lão nhân trong nhà sớm tối hướng thần linh cầu nguyện phù hộ giang giật vượt qua nguy nan bình an khôi phục không thể không nói Thanh Long Hoàng Triều một chiêu này rất cao minh, Giang Giật mặt ngoài là Thanh Long Hoàng Triều tuần sát xứ, Giang Giật uy danh đạt đến cực điểm, Thanh Long Hoàng Triều cũng đi theo uy danh đại chấn, chỉ ít tại thời khắc mấu chốt là Thanh Long Hoàng Triều, ngăn trở đại quân yêu thú không phải. Đến dân tâm người đến thiên hạ, bất luận cái gì các nước chư hầu muốn nhất thống thiên hạ, đầu tiên nhất định phải có cường giả trí tôn, còn nhất định phải có cường đại quân đội, cuối cùng thì nhất định phải có dân tâm. Giờ phút này Thanh Long Hoàng Triều đạt được dân tâm, chỉ ít trong thời gian ngắn các các nước chư hầu tuyệt đối không dám công kích thiên tinh thành, nếu không đem đạt được đại lục con dân phỉ nhổ, thậm chí quân đội đều có thể bất ngờ làm phản. Thanh Long Hoàng Triều lần này mặc dù thắng, nhưng tổn thất nặng nề, nghỉ ngơi lấy lại sức phản năm, thật vất vả tích xúc một chút lực lượng, lần này toàn bộ bộc quang, còn tổn thất một nửa, Thanh Long Hoàng Triều lão tổ tông người bị thương nặng, sống chết không rõ. Giang giật tự nhiên không chết, yêu hậu một trưởng kia rõ ràng cố ý hành động, mặt ngoài là tìm một cái bậc thang dưới, thuận thế lui binh, nhưng thật ra là vì đưa một cái hậu lễ cho Giang Giật, để hắn trở thành nhân loại anh hùng, đương nhiên sẽ không giết chết hắn. Nếu không bằng vào yêu hậu chiến lực, đừng nói vỗ một trường, coi như động động ngón tay, Giang Giật cũng đã mất sớm. Bất quá Giang Giật thủ thương ngược lại là rất nghiêm trọng, cả người xương cốt liên tiếp vỡ vụn, nội tảng cũng gặp chấn động rất nhiều nơi vỡ ra. Còn tốt thanh long hoàng triều có một vị thiên giai trị liệu sư, còn có được đại lượng thiên tài địa bảo, chỉ là nửa ngày tự ổn định thương thế của hắn, đương nhiên muốn hoàn toàn khôi phục, không có 10 ngày nửa tháng là không thể nào. Tề viện trưởng bọn người xác định giang giật không sao, tự toàn bộ riêng phần mình cưỡi truyền tống trận trở về phục mệnh. Lăng tuyết công chúa ngược lại là hào phóng, mỗi người ban cho một viên thiên thạch, còn có một số bảo vật, cùng một chút vinh quang huân chương loại hình, lôi kéo chi ý rất là rõ ràng. Giang giật tại ngày thứ ba tỉnh lại, thân thể còn không động được, hắn quật cường ngồi xếp bằng tu luyện chữa thương, phối hợp hồng đại sư trị liệu ngược lại là thật nhanh, tại ngày thứ bảy đã có thể xuống giường, thứ mười ngày thân thể đã khôi phục bảy tám phần. Xa xa xa, thứ mười một ngày, Giang giật ở lại cung điện bên ngoài, Lăng Tuyết Công Chúa mang theo một đám cung nữ thái giám nối đuôi nhau mà vào, mới vừa vào cửa Lăng Tuyết Công Chúa tự cấp bách quát khẽ, Giang giật, người muốn đi người thương còn chưa tốt, hồ nháo cái gì. Giang giật ngồi ở trên giường chính tu luyện, nghe được Lăng Tuyết thanh âm mở to mắt, cười nhạt một cái nói, ta thân thể đã không còn đáng ngại. Ta còn có chút sự tình phải chạy về linh thú sơn học viện, tự không quấy dày công chúa Điện Hạ. Hắn đã tập hợp đủ ba loại linh dược, để ra các thanh vân mời Lưu Đại Sư ra tay cứu trị. Giờ phút này một tháng đều đi qua, Giang Tiểu Nô hẳn là cứu sống A cái này đáng thương tiểu thị nữ đã dòng dã ngủ say hơn một năm, Giang giật lòng đang bay, hận không thể lập tức trở về linh thú Sơn học viện đi. Lăng tuyết gương mặt xinh đẹp phát lạnh, quả quyết bác bỏ nói, không được. Ngươi thương thế còn chưa tốt, tuyệt đối không thể đi. Mà lại ngươi là hoàng triều tuần sát xứ, tại sao có thể đơn giản rời đi đâu ta còn có rất nhiều trách nhiệm muốn giao cho ngươi đây. Giang giật nụ cười ngưng kết, trong con người quang mang dạng dỡ nhìn chầm chầm lăng tuyết công chúa, hờ hững nói ra, công chúa điện hạ, người đây là mệnh lệnh ta sao ha ha, cái này tuần sát xứ ta có thể không làm. Ây, lăng tuyết biến sắc, vung tay lên để sau lưng cung nữ thái giám thối lui, một tấm tuyệt mỹ mặt cũng biến thành vô cùng đáng thương, cô oán nhìn qua giang giật nói, giang giật, coi như ta cầu ngươi được không ta thật hy vọng ngươi lưu lại. Hô, Giang giật thở ra một hơi thật dài, giống như Lăng Tuyết muốn cứng nhắc lấy Lưu hắn lại, hắn tuyệt đối sẽ một đường giết ra ngoài, giờ phút này mềm giọng muốn nhờ, hắn ngược lại không tốt lại mặt lạnh, hắn trầm ngâm một trận nói, ta thật sự có sự tình, chờ sự tình Trần Ai lạc địa, giống như có thể nói, ta có lẽ sẽ lại đến Thiên Tinh Thành. Sang giật, Lăng Tuyết công chúa đột nhiên ngồi tại bên giường, một phát bắt được cánh tay của hắn, một đôi mắt cũng biến thành nhu tình như nước, nàng khẽ cắn bối môi, mở miệng nói, giống như ngươi có thể một lòng phụ tá hoàng triều, lăng tuyết, lăng tuyết thật có thể. Ủy thân cho ngươi, cái này rồi nói sau. Giang giật tránh thoát lăng tuyết cánh tay, đứng dậy trực tiếp đi ra phía ngoài, tại cửa ra vào mới quay người nhìn thoáng qua lăng tuyết, nói công chúa điện hạ, kỳ thật cá nhân ta cảm thấy, chuyện tình nam nữ thứ này vẫn là đơn thuần đơn giản một chút tốt, chỉ là nam nữ hai người lẫn nhau ái mộ, cùng thân phận của song phương địa vị không quan hệ, càng không nên dính vào còn lại đồ vật, nếu không thứ này tự biến vị, chương 273, ta muốn giết người. Báo, Giang giật còn chưa đi, bên ngoài đột nhiên bước nhanh đi tới một người thống lĩnh, nhìn Giang giật một chút, đột nhiên một gối quỳ xuống nói, Giang tuần sát xứ, có một cái mật báo cùng ngươi có quan hệ. Cùng ta có quan hệ Giang giật bước chân dừng lại, trầm giọng nói, nói. Lăng tuyết công chúa cũng đi ra, ngừng âm thanh hỏi, tình huống như thế nào. Thống lĩnh nhanh chóng bẩm báo, vừa rồi thu được một cái mật tín, nghe nói là thần võ quốc tiền gia thiếu tộc trưởng tiền vạn quán truyền đến, chỉ rõ cho Giang Tuần sát xứ. "Tin đâu?" Giang giật ánh mắt thoáng cái lạnh xuống, nếu như không có đại sự, Tiền Vạn quán tuyệt đối sẽ không như thế mạo muội để cho người ta đưa tin, dù sao hắn là thần võ quốc Tiền gia thiếu tộc trưởng, Giang giật là thần võ quốc phản quốc tặc. Kia thống lĩnh từ trong ngực lấy ra một phong mật tín, mặt trên còn có giấy niêm phong, rõ ràng không hề động qua, Giang giật lấy ra xé mở quét qua, thân thể đột nhiên run lên, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, rất nhanh sắc mặt lại thay đổi, trên thân giết chóc đổ xuống mà ra. Tin là tiền vạn quán thân bút viết, nội dung rất đơn giản, Giang Vân Hải tìm được, tại Thánh Linh Quốc Quỷ Viêm Thành, bất quá giờ phút này bị bắt, đang chuẩn bị bí mật mang đến thần võ quốc. Theo tiền vạn quán tin tức, bắt Giang Vân Hải gia tộc và Hạ Vô Hối người tiếp xúc qua, chuẩn bị đem Giang Vân Hải bán cho hắn. Đại gia gia, Giang giật không biết chuyện gì xảy ra, Giang Vân Hải tại sao lại ra Thánh Linh Quốc còn bị bắt được nhưng hắn giờ phút này muốn giết người. Sở dĩ, hắn lập tức quay người cùng Lăng Tuyết công chúa nói ra, công chúa điện hạ mượn 10 cái thần du cường giả tối đỉnh cho ta, ta muốn đi thánh linh quốc một chuyến. Tốt, Giang giật muốn mượn người, lăng tuyết công chúa cầu còn không được, Giang giật thiếu thanh long hoàng chiều càng nhiều, ngày sau cũng sẽ trả lại càng nhiều, cũng sẽ cùng thanh long hoàng chiều chiếc này chiến xa buộc đến càng chặt, nàng quát khẽ người tới, để lăng nhất mang chín tên cung phụng đi theo tuần sát xứ. Bất cứ chuyện gì không cần hồi báo, hết thảy nghe theo tuần sát xứ mệnh lệnh làm việc hưu rất nhanh xa xa một cái thiền điện bên trong người tên cường giả vọt ra toàn bộ người mặc hoàng triều màu đen chiến giáp cầm thiên khí màu đen chiến đao trên đầu cũng mang theo màu đen mũ giáp chỉ lộ ra nhất song song con người băng lãnh toàn bộ người đối giang giật một gối quỷ xuống nói tham kiến tuần sát xứ đi giang giật cùng lăng tuyết nhẹ gật đầu vung tay lên hướng trong thành chạy đi thẳng tắp phóng đi một cái truyền tống trận hắn quát lớn mở ra truyền tống trận truyền tống trận này là truyền tống đi thánh linh quốc vương thành thánh quang thành những này truyền tống trận là năm đó Thanh Long Hoàng Triều kiến tạo, có thể truyền tống đi đại lục rất nhiều đại thành trì. Bất quá mỗi lần truyền tống đều phải tốn phí cách xù tử kim, giang giật là tuần sát sứ tự nhiên không cần bỏ ra phí tử kim. Ông, Thánh Quang Thành Quảng Trường, một cái truyền tống trận phát sáng lên, đưa tới thủ hộ truyền tống trận hộ vệ chú ý. Truyền tống trận này quang mang lóng lánh thật lâu, nói rõ có rất nhiều người truyền tống tới, Thánh Linh Quốc bị yêu thú huyết tẩy một lần, lúc đầu Thánh Quang Thành bên trong tựu không khí một ngạt, Giờ phút này những hộ vệ kia càng là từng cái như lâm đại địch, một tên thống lĩnh đều lặng yên chuẩn bị quan bế truyền tống trận. Các loại chờ trong truyền tống trận giang giật bọn người thoáng hiện, những hộ vệ kia một cảm ứng phát hiện là 10 tên thần du cường giả tối đỉnh càng căng thẳng hơn. Kia thống lĩnh cũng trước tiên đóng lại truyền tống trận, rất nhiều thần du cường giả bay vụt mà đến, đem giang giật bọn người bao bọc vây quanh. Người đến người nào, một tên thần du đỉnh phong tướng quân đầy mắt ngưng trọng khóa chặt mọi người bốn phía mười mấy tên thần du cường giả cũng nhao nhao lấy ra binh khí mười tên thần du cường giả tối đỉnh vạn nhất đại khai sát giới thánh quang thành bên trong sợ là muốn máu chảy thành sông ta là giang giật hoàng triều tuần sát xứ các ngươi làm cái gì vậy muốn vây giết chúng ta sao giang giật hai mắt chừng một cái sầm mặt lại gầm thét trong tay một tấm lệnh bài đã đánh qua tướng quân kia xem xét lập tức vung tay lên để cho thủ hạ thu hồi đao binh chắp tay nói tham kiến tuần sát xứ đại nhân không biết đến Thánh Quang Thành có chuyện gì quan trọng có thể cần thông bẩm vương thượng. Không cần, Giang giật khoát tay áo nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua, cái này ra khỏi thành. Nói xong, Giang giật dẫn người thẳng tắp nhắm hướng đông vừa đi đi, kia đại tướng quân như chút được gánh nặng chắp tay nói, cung tiến tuần sát sứ đại nhân. Cung tiến tuần sát sứ đại nhân, từng bầy hộ vệ cũng một gối quỳ xuống, bốn phía vô số người người qua đường thế mà cũng đi theo quỳ xuống, quát lớn cung tiến tuần sát sứ đại nhân. Giang giật bốn phía nhìn thoáng qua, có chút kỳ quái, cái này thánh linh quốc người làm sao khách khí như vậy rất nhiều mắt người bên trong còn có thể nhìn thấy sùng bái ánh mắt. Không bằng hắn cứu người tâm thiết, cũng liền không đi quản nhiều như vậy, nhanh chóng nhắm hướng đông cửa thành bôn tẩu ra ngoài, để một tên thần du cường giả tối đỉnh mang theo hắn nhắm hướng đông bên cạnh quỷ viêm thành phóng đi. Cái gì Giang giật tới còn mang theo 10 tên thần du cường giả tối đỉnh? Thánh quang thành trong vương cung, thánh linh quốc quốc chủ tiếp vào thuộc hạ hồi báo, sắc mặt thoáng cái ngưng trọng lên, hắn con người nhất chuyển nhanh chóng hỏi thăm về đến, bọn hắn đi đâu. Không biết, một vị tướng quân lắc đầu nói, bọn hắn nhắm hướng đông vừa đi, tốc độ quá nhanh, chúng ta người theo không kịp. Phía đông, quốc chủ tại tử kim đài bên trên chuyển vài vòng, đột nhiên quát khẽ, hạ tướng quân, người lập tức dẫn đầu 50 tên thần du cấm về cưỡi chim bay đuổi theo giang giật, có bất kỳ sự tình chỉ cần không quá mức phận đều theo hắn. Nhớ kỹ ngàn vạn không thể đắc tội tên ôn thần này, bình an đưa tiến hắn là đủ. Tuân mệnh, một tên thần du đỉnh phong tướng quân lập tức hướng ra phía ngoài phóng đi, rất nhanh mười mấy con to lớn chim bay bay lên không, nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Giang giật là đại lục anh hùng không sai, nhưng hắn tại các đại quốc chủ trong mắt vẫn còn có một cái ngoại hiệu, ôn thần. Hắn đi đến đâu, nơi đó liền muốn xảy ra chuyện, đại quân yêu thú cùng đường Thánh Linh Quốc lúc, mặc dù Thánh Linh Quốc cũng không có cử quốc chi lực chống cự, nhưng cũng bị chu diệt mấy chục vạn quân đội, quốc lực tổn hao nhiều, giờ phút này thánh linh quốc quốc chủ tự nhiên không hy vọng lại nháo ra đại sự. Giang giật thân phận là thanh long hoàng triều tuần sát xứ, thanh long hoàng triều giờ phút này uy danh đại chấn, tăng thêm giang giật thời khắc này uy vọng, còn có sau lưng của hắn yêu hậu, thánh linh quốc quốc chủ là vạn vạn không dám đắc tội giang giật. Lăng nhất, nhanh lên nữa, thánh linh quốc đồng bộ một đầu trên quan đạo, 11 thân ảnh tới lúc gấp rút nhanh tiến lên, thần du cường giả tối đỉnh tốc độ quá kinh khủng, sau ngân nguyệt yêu lang còn nhanh hơn gấp đôi. Trên quan đạo người đi đường chỉ gặp 11 đạo hắc quang hiện lên, liền người đều căn bản thấy không rõ, giang giật đám người đã biến mất ở phía xa. Tiền vạn quán đưa tin, Giang Vân Hải giờ phút này còn tại quỷ viêm thành bên trong, nhưng người nào cũng không biết có thể hay không lập tức bị đưa đi, sở dĩ giang giật nội tâm nhanh như hỏa phần, hận không thể lập tức bay đến quỷ viêm thành bên trong. Chỉ là quỷ viêm thành tại Thánh Linh Quốc Đông Bộ, rời đi Thánh Quang Thành ít nhất có đếm xem vạn dặm lộ trình, coi như thần du cường giả tối đỉnh tốc độ lại nhanh, chưa được mấy canh giờ cũng là không chạy tới. Tuần sát sứ đại nhân đừng nóng vội, mang theo giang giật lang nhất trầm giọng nói ra, dùng tuần sát sứ đại nhân thời khắc này uy vọng, các các nước chư hầu không dám nhầm vào ngươi, chỉ cần đại gia ngươi ra không chết, tự nhất định có thể cứu ra tới. Giang giật nhẹ gật đầu, nhưng nội tâm vẫn là rất là cấp bách. Trên thế giới này trong lòng của hắn chỉ có hai cái thân nhân, cái kia chính là Giang Vân Hải cùng Giang Tiểu Nô, bất kỳ người nào dám làm tổn thương bọn hắn, Giang giật đều sẽ liều mạng. Một đường đi đường, tại trời tối thời gian, Giang giật bọn người rốt cuộc chạy tới quỷ viêm thành. Bởi vì trời tối cửa thành đã sớm quan bế, trên tường thành cũng đều là tuần tra quân sĩ, Lăng Nhất đang chuẩn bị xin chỉ thị, Giang giật lại đột nhiên quát khẽ, xông đi vào, ai dám ngăn trở toàn bộ kích thương, đừng giết người là được. Tốt, Lăng Tuyết công chúa xuống mệnh lệnh, để Lăng Nhất bọn người nghe Giang giật mệnh lệnh làm việc, giờ phút này hắn tự nhiên không cố kỵ gì, mang theo giang giật cùng còn lại 9 tên thần du cường giả hướng trên tường thành gào thét mà lên. chương 274, người cũng chết đi. Quỷ viêm thành là đông bộ đại thành đệ nhất, thánh linh quốc thập đại chủ thành một trong, cũng là thánh linh quốc siêu cấp gia tộc Lam gia khống chế thành trì, thánh linh quốc hữu thập đại siêu cấp gia tộc, Lam gia xếp hạng thứ 6. Người nào, địch tập, lớn như thế thành, trên tường thành tuần tra người tự nhiên rất nhiều, cũng không thiếu có cường giả dẫn đội. Giang giật bọn người cưỡng ép xông vào trong thành trì, tự nhiên kinh động đến phía trên thủ vệ, vô số quân sĩ hét lớn, phụ cận cũng có rất nhiều quân sĩ hướng bên này chen chúc mà tới. Ta là Thanh Long Hoàng Triều Tuần sát xứ, Giang Giật. Có chuyện quan trọng vào thành, toàn bộ cút ngay cho ta. Giang Giật để lăng nhất buông ra về sau, trong tay một cái hỏa long kiếm xuất hiện, nguyên lực quán chú, phía trên lập tức lóng lành ánh sáng đỏ, hai đầu hỏa long du tẩu, một cỗ khí tức kinh khủng cũng bao phủ phụ cận. Đồng thời trên người hắn sát lục chân ý đổ xuống mà ra, để bốn phía vào tới quân sĩ tốc độ suy giảm. Hỏa Long kiếm, sát lục chân ý, các vị thống lĩnh biến sắc, Hỏa Long kiếm cùng sát lục chân ý thế giới này chỉ có Giang Giật có, cái này so cái gì lệnh bài đều tốt dùng, vô số người âm thầm kêu khổ, Giang Giật tên sát tinh này làm sao tới Quỷ Viêm Thành. Giang Tuần sát sứ, một vị tướng quân từ đằng xa bay vụt tới, không người chắp tay nói, bị nhân là Quỷ Viêm Thành thành vệ sử Lam Phong, xin hỏi đại nhân có chuyện gì quan trọng, có thể cần thông bẩm thành chủ. Lam Phong, giang giật đôi mắt lạnh lẽo quát khẽ ngươi là lam gia người lam vũ ở đâu để hắn cút ra đây gặp ta lam vũ thành vệ sử nhướng mày còn lại quân sĩ cũng rất nhiều sắc mặt người biến đổi lam phong lần nữa chắp tay nói đại nhân nhà ta thiếu tộc trưởng nếu có đắc tội ngài chỗ mong rằng rộng lòng tha thứ bất quá có thể hay không đem sự tình cho tại hạ biết ta tốt thông bẩm gia chủ thiếu tộc trưởng rất tốt giang giật cười lạnh hờ hững nói ra cho các ngươi thời gian một nén nhang để nhà ngươi thiếu tộc trưởng lăn đến trước mặt ta, nếu không. Tự gánh lấy hậu quả, tiền vạn quán cho tin tức, bắt Giang Vân Hải, cùng cùng hạ vô hối bí mật giao dịch người chính là Lam Vũ. Tại Giang giật trong lòng cái này Lam Vũ là kẻ chắc chắn phải chết, bắt được Giang Vân Hải không sao, nếu biết là hắn đại gia gia, còn cùng hạ vô hối đi giao dịch, cái này triệt để chọc giận tới Giang giật. Cái này, Lam phong sắc mặt âm trầm, cuối cùng cắn Giang hướng thành nội phóng đi, Giang giật mang theo 10 người sừng sững ở trên tường thành, bốn phía đều là quân sĩ, sắc mặt đều rất ngưng trọng, giang giật rõ ràng kẻ đến không tiện A. À. Hiu hiu hiu, nửa nén hương về sau, trong thành bay vụt ra hơn 10 người, toàn bộ đều là thần du cường giả, có một cái vẫn là thần du thất bát trọng lão giả, người mặc cẩm bào, khí thế phi phàm, rõ ràng là quỷ viêm thành đại nhân vật. Lão giả mang theo hơn 10 người nhanh chóng hướng về lên thành tường, lão giả chắp tay nói, bỉ nhân Lam vĩnh viễn, là Lam gia tam trưởng lão, gia chủ đang lúc bế quan, Tuần sát sứ đại nhân đại giá Quang Lâm, không có từ xa tiếp đón, mời vào phủ lại tự đi. Giang giật ánh mắt lạnh lùng lại trên mặt mọi người quét qua, quát lạnh nói, ai là Lam Vũ Lam Vũ tới rồi sao? Tam trưởng lão xấu hổ cười một tiếng, thành vệ sử Lam Phong chắp tay nói, đại nhân, vừa rồi ta đã phái người đi mời thiếu tộc trưởng, nghe nói thiếu tộc trưởng cũng đang bế quan, sở dĩ. Hừ, Giang giật giận tím mặt, quát to, nhà các người thiếu tộc trưởng kiêu ngạo lớn nha a, à, tốt a. À. Đã hắn không đến chúng ta đi tìm hắn đi. Nhìn thấy Giang Giật mang theo hơn 10 người hướng dưới thành bay vọt mà đi, tam trưởng lão sắc mặt âm trầm xuống, thân thể bay vọt mà xuống đuổi theo Giang Giật. Lần nữa nói ra, tuần sát sứ đại nhân chớ động khí, vạn sự dễ thương lược, giống như thiếu tộc trưởng có chỗ nào đắc tội đại nhân, làm ra nhất định trùng điệp trách phạt hắn, đồng thời đền bù đại nhân tổn thất. Giang Giật coi thường cái này tam trưởng lão. Ánh mắt nhìn về phía thành vệ sử Lam Phong, quát khẽ nói, dẫn đường. Lam Phong cùng tam trưởng lão lướt nhau, chỉ có thể cố nén tức giận, dẫn một đám người hướng thành đông một tòa hào hoa phủ để phóng đi. Tham kiến chư vị trưởng lão, tham kiến chư vị đại nhân. Hào hoa phủ để ngoài có mấy tên thủ vệ, nhìn thấy Lam gia Tam trưởng lão bọn người đến liền vội vàng hành lễ, một người nhanh chóng hướng bên trong đi đến, liền muốn đánh khai đại môn để mọi người đi vào, còn rõ ràng muốn đi vào thông báo. Hưu, Giang giật một ngựa đi đầu, thân thể hóa thành tàn ảnh trực tiếp một cước đem đại môn đạp ra, long hành hổ bộ đi vào quát lớn, làm vũ cút ra đây. Hiu hiu hiu, tiếng giống to này đem trong phủ đệ thủ về toàn bộ kinh động đến, vô số bóng người nổ bắn ra mà đến, nhìn thấy nhà bọn hắn hơn 10 vị trưởng lão, toàn bộ cũng không dám động, ánh mắt âm tình bất định khóa chặt giang giật. Làm ra các trưởng lão cũng khẩn trương vào đây, tam trưởng lão hướng một người nháy mắt ra dấu, người kia nhanh chóng đi ra viện tử, hướng cách đó không xa một tòa càng đại viện hơn con chạy đi. Ai dám ở ta nơi này loạn hô gọi bậy, trời xanh các ngươi đều là người chết sao đem người này giết cho ta một đạo có chút tức giận thanh âm theo một cái trong lầu các truyền đến rất nhanh một cái quần áo không chỉnh tề tóc làm người trẻ tuổi đi ra ánh mắt của hắn hướng bên này quét qua sắc mặt càng khó coi hơn nhìn thấy giang giật sau lại đôi mắt co rụt lại quát khẽ là ngươi không phải oan gia không gặp gỡ a à, giang giật cũng có chút kinh ngạc cái này tóc làm công tử hắn tại quốc chiến bên trong gặp qua người này dẫn đầu quân đoàn cùng a -ni -man tộc quân đoàn khai chiến Giang giật còn cùng bọn hắn người đối chiến qua, giết bọn hắn một số người, Giang giật tinh tường nhớ rõ người này có một thanh rất lợi hại thiên khí, gọi Nguyệt Ma Đao. Lam vô ánh mắt nhìn về phía Lam gia trưởng lão, cao mày, tựa hồ cũng cảm giác được sự tình có chút nghiêm trọng, mở miệng hỏi Tam trưởng lão, các ngươi làm cái gì vậy người này là ai? Thiếu tộc trưởng, không được vô lễ, nhanh hướng Giang tuần sát xứ hành lễ Tam trưởng lão trầm mặt quát lạnh. Không cần, Giang giật cười lạnh nói, Lam vũ, giao ra gia ta đại gia gia Giang Vân Hải, sau đó tự sát, việc này như vậy bỏ qua, nếu không các ngươi làm ra tự gánh lấy hậu quả. Bá bá bá, một đám người sắc mặt thay đổi, làm vũ càng là giận dữ không thôi, con người chuyển động vài vòng, rất nhanh nghĩ thông suốt sự tình, hắn diễu cợt Giang Vân Hải chết. Ông, Giang giật trong tay hỏa long kiếm trong nháy mắt phát sáng lên, sát khí trên người cũng tuôn trào ra, bao phủ cả viện. Hắn sát khí nghiêm nghị quát lớn, đã như vậy, như vậy ngươi cũng chết đi. Chờ chút, Tam trưởng lão giống to, thân thể cấp tốc Lam Vũ phóng đi, giang giật kia quản nhiều như vậy hai đầu hỏa long gào thét mà ra, đối Lam Vũ chém bổ xuống đầu. Oanh, tam trưởng lão thực lực không tệ, tốc độ rất nhanh, thoáng cái bắt lấy Lam Vũ thân thể vào tới một bên, hai đầu hỏa long gào thét mà đi, đem trước mặt một tòa cự đại lầu các oanh thành mảnh vỡ, cũng đem trong sân vô số thị nữ hạ nhân dọa đến thét lên liên tục, cũng may cái trong lầu các cũng không có người, nếu không sợ là cũng sẽ bị đánh chết rồi. Ai dám tại quỷ viêm thành nội loạn đến? Một đạo hùng hậu thanh âm già nua vang lên, bên cạnh phụ cận một tòa xa hoa trong trạch viện xông ra ba tên khí tức cường đại cường giả, nhanh chóng hướng bên này nổ bắn ra mà tới. Cùng một thời gian, mười mấy tên thần du cường giả như thiểm điện theo bên kia bắn ra, trong tay toàn bộ cầm một cái nho nhỏ cung tên, nhắm ngay giang giật bọn người. Diệt thần nỏ, giang giật sắc mặt âm trầm tới cực điểm, diệt thần nỏ là thần võ quốc đồ vật. làm ra có được diệt thần nỏ, không cần phải nói là hạ vô hối cho, cái này cũng nói rõ giao dịch đã thành công, Giang Vân Hải giống như không phải bị áp giải đi thần võ quốc, liền là bị giết. Chương 275, chặt, Lam gia rất cường đại, cũng như thần võ quốc trưởng tôn gia, Giang gia, Chiến gia, chiếm cứ tại Thánh Linh quốc khối này thổ địa bên trên đã ròng rã mấy ngàn năm. Thánh Linh quốc có thể sẽ diệt vong, quốc chủ có thể sẽ bị thay vào đó, nhưng loại này siêu cấp thế giới vĩnh viễn sẽ không biến mất bởi vì nhà bọn họ tộc đã như đại thụ cái, thật sâu đâm vào thánh linh trong nước. Lớn như thế gia tộc tự nhiên là kiêu ngạo, giang giật uy danh như mặt trời ban trưa, nhưng ở loại này siêu cấp thế gia trong mắt, giang giật giống như một cái nhà giàu mới nổi, có lẽ có thể phong quang nhất thời, nhưng tuyệt đối không thể nào trường tồn. Sở dĩ giang giật như thế xúc động vô lễ bá rất, vọt thẳng vào thành trong ao, vừa ra tay liền muốn chém giết nhà bọn hắn thiếu tộc trưởng vẫn là thiên tư thế hệ này nhất chắc tuyệt con em, làm ra rõ ràng nổi giận giận thì giận, Lam gia gia chủ sau khi xuất hiện, vẫn là không dám trước tiên động thủ, mà là bay vào tiến vào viện tử về sau, lạnh giọng dò hỏi, Giang Tuần sát xứ, không biết tiểu nhi đến cùng phạm vào cái gì sai vì sao ngươi vừa thấy mặt liền muốn giết chết ngươi mặc dù là cao quý hoàng triều tuần sát xứ, nhưng cũng không thể không nói đạo lý A giống như ngươi quả thực là muốn cưỡng ép tới, chúng ta Lam gia coi như dùng hết một binh một tốt, cũng muốn chống lại đến cùng. Suy suy, nói xong, Lam gia gia tộc trong tay một chiếc nhẫn đột nhiên sáng lên, một thanh loan đao ra trong tay hắn, cái này loan đao lam quang lấp lánh, khí tức thế mà so hỏa long kiếm chỉ mạnh không yếu, rõ ràng là thánh khí. Thần du cường giả tối đỉnh tăng thêm thánh khí, lăng nhất bọn người biến sắc, lập tức đem giang giật vây lại, thánh khí chi uy bọn hắn hiểu rõ nhất, thần du đỉnh phong võ giả sử dụng thánh khí, uy lực cũng tuyệt đối không phải giang giật phóng thích như vậy. Bọn hắn cũng không sợ, chủ yếu là giang giật thực lực quá yếu, vạn nhất bị giết, lăng tuyết tuyệt đối sẽ xử tử bọn hắn. Đạo lý, Giang giật ngạo nghễ không sợ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm rõ ràng có hơn 50 tuổi, lại nhìn tuổi hơn 40 lam gia gia chủ, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng đùa cợt, mở miệng nói, nhà ngươi thiếu tộc trưởng bắt được ta đại gia gia Giang Vân Hải, bắt được tự bắt được. Nhưng biết rõ hắn là ta Giang giật thân nhân, vẫn còn muốn cùng hạ vô hối giao dịch ngươi nói ta giết hắn nhưng có sai. Giang Vân Hải, lam gia gia chủ nhướng mày, nghi hoặc hỏi, Giang Tuần sát xứ, việc này phải chăng có hiểu lầm Vũ Nhi nhưng có việc này, nói xấu bên kia tam trưởng lão mang theo lam vũ liên thanh quát to ta cho tới bây giờ tự không có nắm qua bất luận kẻ nào giang vân hải là ai cũng không biết giang giật cái này đơn thuần nói xấu ha ha giang giật u u cười một tiếng hỏi ngược lại vừa rồi ngươi không phải nói giang vân hải chết ta làm vũ còn ngươi nhất chuyển nói ta là bị ngươi tức giận thuận miệng nói bậy ha 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 giang giật cười một tiếng dài nói vậy các ngươi ra diệt thần nhỏ giải thích thế nào thứ này ngoại trừ thần võ quốc bảy đại gia tộc bên ngoài chỉ có vương thất có được mà lại các ngươi diệt thần nhỏ cũng đều là kim sắc thần võ quốc vương thất diệt thần nhỏ cũng là kim sắc ngươi sẽ không nói cho ta đây là các ngươi mua được a ách, lam vô á khẩu không trả lời được diệt thần nhỏ chế tác công nghệ chỉ có thần võ quốc có được cái này người trong thiên hạ đều đều biết thần võ quốc cũng chưa từng sẽ bán ra diệt thần nhỏ đó căn bản không cách nào giải thích ừ lam gia gia tộc con ngươi lạnh lẽo bốn phía quét qua, thân thể đột nhiên hướng Lam Vũ bay đi, đột nhiên một bàn tay đập vào Lam Vũ trên thân, đem hắn đập bay, lúc này mới hướng Giang giật chắp tay nói, Giang Tuần sát xứ, lão phu gần nhất một mực bế quan, việc này cho ta hỏi thăm tinh tường. Nói xong Lam gia gia chủ ánh mắt khóa chặt tam trưởng lão truyền âm, tam trưởng lão sắc mặt trắng bệch nhanh chóng cùng Lam gia gia tộc truyền âm giao lưu, rất nhanh cái sau ánh mắt nhìn về phía Giang giật nói, Giang Tuần sát xứ, việc này đích thật là quyền tử sai, Giang Vân Hải không chết, giờ phút này bị áp giải đi thần võ quốc, hôm qua vừa mới khởi hành, giờ phút này hẳn là còn ở thánh linh trong nước. Lão nhị, giải thích hai câu, làm ra gia chủ lại quát khẽ nói, lập tức đưa tin xuống dưới, lập tức điều tra Giang Vân Hải hành tung, ta muốn tại trong vòng một canh giờ biết rõ Giang Vân Hải cùng thần võ quốc đặc sứ vị trí chính xác. Tuân mệnh, làm ra một cái trưởng lão lao nhanh ra đi an bài, làm ra gia chủ lúc này mới chắp tay nói, Giang Tuần sát sứ, việc này là ta làm ra chi sai. Giang Vân Hải ta sẽ dốc toàn lực phái người nghĩ cách cứu viện, lần này Lam Vũ sai lầm, Lam ra thay thế khuyển tử đảm đương, tuần sát sứ có điều kiện gì cứ nói. Hô, Giang giật thở ra một hơi thật dài, chỉ cần Giang Vân Hải không chết liền tốt, ánh mắt của hắn nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất, máu me đầy mặt Lam Vũ, nhàn nhạt nói ra không có điều kiện, cứu ra ta đại gia ra, còn có chính là. Lam Vũ phải chết, việc này như vậy bỏ qua, bá bá bá, một đám người sắc mặt lại biến, làm vô thế nhưng là đời sau tộc trưởng người thừa kế, Lam Gia gia tộc con trai độc nhất, vẫn là trăm năm qua Lam Gia ưu tú nhất con em. Hôm nay nếu là bị Giang giật giết, không nói cái gì, chỉ ít Lam Gia tại thánh linh quốc uy nhìn tuyệt đối sẽ yếu không ít. Cái này, Lam Gia gia chủ trầm ngâm, sắc mặt rất là âm trầm nói ra, Giang tuần sát xứ, ta nói khuyển tử sai Lam Gia đảm đương, chỉ cần ngươi có thể tha thứ Lam Vũ, bất kỳ cái gì điều kiện đều tốt nói. Kia tốt, Giang giật nhún vai bả vai đưa tay chỉ Lam gia gia chủ trong tay chỗ ngoặt đao đạo, vậy các ngươi Lam gia đem cái này thánh khí thường cho ta đi. Lam gia một đám người sắc mặt lại thay đổi, trên thân đều là áp chế không nổi sát ý, thánh khí là Lam gia căn bản, không còn thánh khí Lam gia liền không có tuyệt đối uy hiếp chi lực, giang giật thật là quá tàn nhẫn. Lam gia gia chủ cố nén tức giận, cắn răng nói, giang tuần sát xứ, làm người đừng khinh người quá đáng, giang vân hải cũng chưa chết, mà lại lão phu cũng hứa hẹn mau chóng giúp người cứu trở về hắn đã ngươi không có bất kỳ tổn thất nào, việc này không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa, ta làm ra cũng giao ngươi người bạn này, như thế nào. Bằng hữu không với cao nổi, Giang giật cười nhạt một cái nói, không có lựa chọn, hoặc là cho thánh khí, hoặc là lam vũ chết, hoặc là... Các ngươi động thủ đem chúng ta toàn bộ giết, ong ong, Giang giật vừa dứt lời dưới, lăng nhất 10 người toàn bộ chiến đao xuất khiếu, trên thân nguyên lực vần quanh, tùy thời chuẩn bị động thủ. Chiêm chiếp, nhưng vào lúc này, bầu trời truyền đến mấy đạo tiếng chim hót, hơn 10 cái đại điểu gào thét mà đến, đại điểu phía trên toàn bộ đều là khí thức cường đại thần du cường giả, người cầm đầu ánh mắt xa xa khóa chặt bên này quát lớn, toàn bộ dừng tay. Hạ tướng quân, Lam gia gia chủ đôi mắt lộ ra vẻ vui mừng, quát khẽ, hạ tướng quân tới thật đúng lúc, giang giật khinh người quá đáng. Ừ, lăng nhất bọn người xem xét, toàn bộ âm thầm đề phòng, tới 50 tên thần du cường giả, trong đó thế nhưng là có 7-8 vị thần du đỉnh phong, nhiều người như vậy nếu là động thủ, sợ là bọn hắn 10 người, người cũng muốn lưu ở nơi đây. Hiu hiu hiu, bầu trời đại điều toàn bộ biến mất, 50 tên thần du cường giả bay vụt mà xuống, cái kia tên là thủ hạ tướng quân thế mà coi thường Lam gia gia chủ, một gối đối giang giật quỳ xuống nói tham kiến tuần sát sứ đại nhân. Tham kiến tuần sát sứ đại nhân, còn lại 49 tên thần du cường giả cũng một gối quỳ xuống hét lớn, chúc tướng quân hành lễ về sau, lúc này mới cung kính nói ra, tuần sát sứ đại nhân, ngài cùng Lam ra phải chăng có cái gì hiểu lầm có thể cần hạ quan làm thứ gì. Giang giật trong mắt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh mở miệng nói, không có gì hiểu lầm, vị tướng quân này, phiền phức đem Lam ra thiếu tộc trưởng cho ta chặt, sẽ giúp ta cứu một người, ta lập tức rời đi thánh linh quốc. Tốt, hạ tướng quân thân phụ quốc chủ trọng thác, liền là hy vọng đem Giang giật tên ôn thần này đưa tiến. Bản thân hắn là quốc chủ nhất phái người, cùng Lam ra không phải một cái phe phái, lập tức không chút khách khí hét lớn, người tới, đem Lam gia thiếu tộc trưởng cho ta chặt. chương 276, thiếu chủ, Lam gia gia chủ gần nhất hơn một tháng một mực tại bế quan xung kích kim cương cảnh, sở dĩ Giang giật cái tên này chỉ là nghe nói qua mà thôi, cũng không biết đoạn thời gian trước Giang giật anh vĩ sự tích, càng không biết Giang giật tại thánh linh quốc quốc chủ trong lòng địa vị cao như thế, Giang giật một câu, cái này quốc chủ thủ hạ đệ nhất hãn tướng thế mà thật muốn động thủ. Chờ chút, Lam gia gia chủ quát khẽ, vừa định nói hai câu, lại nhìn thấy bảy tám tên thần du cường giả đồng thời nguyên lực ngoại phóng hướng lam vũ bổ tới bên cạnh tam trưởng lão nghĩ nghĩ cách cứu viện nhưng trong đó có một đạo nguyên lực công kích là thần du cường giả tối đỉnh đánh xuống hắn căn bản không dám tới gần tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy đạo nguyên lực công kích hướng lam vũ vào tới a à, phụ thân cứu ta lam vũ hoảng sợ kêu to lam gia gia chủ trong tay loan đao phát sáng lên nhưng bốn phía thần du cường giả đều khóa chặt hắn hắn khẽ động những người kia tuyệt đối sẽ lập tức công kích mà lại kia mấy đạo nguyên lực công kích như thế hung tàn, hắn liều chết cũng rất khó cứu ra Lam Vũ. Oanh, Lam Vũ thực lực quá yếu, mặc dù tránh né thoáng cái, thân thể vẫn là bị mấy đạo bị nguyên lực công kích bắn trúng, bỗng chốc bị nổ chia năm xẻ bảy, sống sờ sờ bị rào sát. Vũ Nhi, thiếu tộc trưởng, Lam gia gia chủ nghẹn ngào đau nhức gào giống, Lam gia trưởng lão cũng toàn bộ kêu to lên, toàn bộ người trợn mắt càng nứt, rất nhiều ánh mắt khóa chặt giang giật, hận không thể nuốt sống hắn thịt, uống máu hắn giống như giờ phút này không phải có thánh linh quốc 50 tên thần du cường giả ở đây, bọn hắn kinh khủng đều sẽ liều mạng chém giết Giang Giật. Giang Giật thờ ơ lạnh nhạt, trên mặt không có nửa điểm tâm tình chập chờn nhìn xem mọi người vẻ mặt như vậy, hắn hờ hững mở miệng nói, bất luận kẻ nào. Đều phải vì chính mình làm chuyện sai phụ trách, đã làm vũ biết rõ Giang Vân Hải là ta đại gia gia, cũng dám cùng hạ vô hối giao dịch, như vậy hắn nhất định phải có chết giác ngộ. Hôm nay ta chém giết nhà ngươi thiếu tộc trưởng, các người làm ra thời điểm muốn tìm ta báo thù tùy thời hoan nghênh có thể giết chết ta giang giật ta cũng không có chút nào lời oán giận giang giật để lại một câu nói hướng ra phía ngoài bước nhanh mà rời đi lăng nhất bọn người toàn bộ đi theo mà ra hạ tướng quân hướng lam gia gia chủ chắp tay nói lão lam xin lỗi quốc chủ có lệnh chúng ta bất đắc dĩ vì đó thánh linh quốc có thể không thể trêu vào giang giật a à, việc này kết thúc ta lại đến nhà bồi tội hạ tướng quân nói xong vung tay lên mọi người lập tức đi theo mà ra, rất mau đuổi theo bên trên giang giật. Hạ tướng quân quát khẽ nói, giang tuần sát xứ, người còn muốn cứu người nào chúng ta nhất định toàn lực hỗ trợ nghĩ cách cứu viện. Giang giật đứng tại Lam Vũ trạch viện bên ngoài, ánh mắt nhìn về phía đông phương, trầm giọng nói, Lam Vũ bắt được ta đại gia gia Giang Vân Hải, hắn biết rõ ta đại gia gia thân phận, còn cùng hạ vô hối giao dịch, đem ta đại gia gia bán cho hạ vô hối. Giờ phút này ta đại gia gia bị hạ vô hối người mang đến thần võ quốc, Lam gia gia chủ nói giờ phút này hẳn là còn ở thánh linh trong nước. Thỉnh cầu hạ tướng quân lập tức triệu tập nhân thủ giúp ta điều tra một phen, một khi cứu ra ta đại gia gia, chúng ta lập tức rời đi. Tốt, hạ tướng quân nhẹ gật đầu, vung tay lên một tên thần du cường giả lập tức đi vào tìm Lam gia gia chủ. Mấy người nhanh chóng rời đi, hiển nhiên là đi an bài. Chúng ta tiên triều phía đông truy, hạ tướng quân tìm tới hạ vô hối người, không cần các ngươi xuất thủ, các ngươi chỉ cần cung cấp tin tức là được. Thời gian cấp bách. Giang giật cũng không dám ngồi trong thành các loại, cùng lăng nhất bọn người liếc nhau, mọi người nhắm hướng đông bên cạnh chạy như điên. Hạ tướng quân an bài một phen, mang theo mấy chục người theo sát Giang giật mà đi. Bọn hắn cũng toàn thân dễ dàng hơn, Giang giật đã nói bọn hắn người động thủ, cũng là không cần đắc tội hạ vô hối người. ầm, um, mọi người vừa mới ra khỏi thành, làm vũ trong phủ đệ tự truyền đến một trận kinh thiên nổ vang, nổi giận Lam ra ra chủ vận dụng thánh khí, trực tiếp đem Lam vũ nửa cái viện tử cho chém thành vỡ nát còn đem mười mấy tên hạ nhân cho chém giết bất quá từ đầu đến cuối lam gia gia chủ đều không dám cùng giang giật bọn người liều mạng hạ tướng quân đại biểu thế nhưng là thánh linh quốc quốc chủ đương nhiên giang giật cùng hạ tướng quân nhiều như vậy thần du cường giả lam gia liền là nghĩ liều cũng liều không tầm thường giang giật bọn người một đường nhắm hướng đông bên cạnh điên cuồng đuổi theo hạ tướng quân trong tay một khối cùng tề viện trưởng đồng dạng đưa tin ngọc phù thỉnh thoảng phát sáng lên hiển nhiên các địa phương trinh sát không ngừng tại truyền về tin tức Bôn tẩu đến nửa đêm, hạ tướng quân đột nhiên mừng như điên kêu to lên, giang tuần sát xứ, có tin tức. Hôm nay lúc trạng vạng tối, Sơn Quỷ Thành bên trong có người phát hiện nghi là hạ vô hối đặc sứ một đám người, đám người này bao hết một tòa lớn nhất từ lâu, giờ phút này đang ở nơi đó qua đêm. Sơn Quỷ Thành dẫn đường, giang giật thân thể chấn động, lập tức quát lớn, hạ tướng quân cũng đầy mặt phấn chấn, tốc độ cao nhất bắt đầu nhắm hướng đông bên cạnh lao nhanh. Sơn Quỷ Thành thế nhưng là phía đông nhất một tòa thành trì, lại hướng đông liền là tội ác rừng rậm may mắn dò xét phải kịp thời nếu không tiến vào tội ác xâm lâm tự triệt để không đuổi kịp đêm yên tĩnh cuối thu đêm cũng rất là thanh lãnh hàn phong tiêu sát thổi tới trên mặt người một mảnh lạnh buốt giang giật bọn người ở tại lúc tờ mờ sáng chạy tới sơn quỷ thành hạ tướng quân vung tay lên toàn bộ thủ hạ đổi lại y phục giả hành che lại mặt như từng cái con báo ẩn vào thành giang giật mặc dù nói không cần bọn hắn giúp đỡ nhưng hạ tướng quân rõ ràng cất lấy lòng giang giật tâm tư dù sao giang giật bọn người không che mặt bút chướng này hạ vô hối sẽ tính tại giang giật trên đầu vù vù mấy chục người nhanh chóng hướng thành nội kín đáo đi tới thành nội có hộ vệ tuần tra nhưng thành nhỏ như vậy sao có thể có cường giả mọi người nhẹ nhõm một đường tiềm hành rất nhanh đã tới một tòa cự đại trong tử lâu vây lên hạ tướng quân vung tay lên thủ hạ của hắn toàn bộ phân tán bốn phía nâng cốc lâu một mực vây quanh giang giật vung tay lên nhanh chóng bản giao lăng nhất các ngươi dẫn người đi vào nhớ kỹ cứu người đệ nhất, không thể lỗ mãng làm việc. Lăng nhất bọn người nhẹ gật đầu, 10 người hóa thành 10 đạo tàn ảnh hướng bên trong phóng đi, giang giật thực lực quá thấp, không dám mạo hiểm vậy mà đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài khẩn trương chờ. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, giang giật tim đập đến càng lúc càng nhanh, trong lòng nâng lên cổ họng. ầm, um, đột nhiên, từ lâu lầu hai truyền ra một đạo to lớn tiếng nổ, một mặt tường bích nổ tung mà ra. Cái này tiếng nổ như dây dẫn nổ, dẫn nổ toàn trường, trong tử lâu không ngừng truyền đến khai chiến thanh âm từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên phá vỡ thành nhỏ yên tĩnh hỏng bét giang giật ám đạo không ổn quả nhiên cũng không lâu lắm lang nhất tiếng hét lớn truyền ra thả giang vân hải ta tha cho ngươi khỏi chết nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ hưu giang giật cũng nhịn không được nữa thân thể hướng trong tử lâu bắn tới hạ tướng quân trầm ngâm một phen vung tay lên mang theo hơn 10 tên thủ hạ đi theo giang giật hướng trong tử lâu chen chúc mà đi từ lâu trong đại sảnh mấy tên tiểu nhị cùng một tên trưởng quỹ sớm đã bị kinh động giờ phút này thân thể run lẩy bẩy ngồi xổm trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám sợ bị ngộ sát Giang giật quét một nhanh hướng trên lầu bắn tới tại lầu hai nhìn thấy rất nhiều gian phòng đều là thi thể một mảnh hỗn độn hiển nhiên là lang nhất bọn hắn giết hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại trực tiếp chạy lên lầu ba như dao ánh mắt quét qua lập tức hổ khu run lên trong mắt lệ quang lấp lánh quát khẽ đại ra ra trên lầu ba lăng nhất bọn người đem một người trung niên võ giả bao bọc vây quanh, cái này trung niên thực lực võ giả không tệ, thần du ngũ trọng, giờ phút này một cái tay ghim chặt một tên tóc hoa dâm lão giả cổ, một cái tay khác một cái quang mang lấp lánh trường đao gác ở lão giả này trên cổ. Lão giả này toàn thân y phục lam lũ, tóc tai bù xù, một bộ trường bào bên trên cũng đều là máu đen, trên người hắn lại không cảm giác được nửa điểm nguyên lực ba động, giờ phút này bị trung niên nhân này ghim chặt cổ, đều hai mắt trắng dã có chút muốn cảm giác hít thở không thông. Ừ, nghe được Giang giật nghẹn ngào tiếng la, lão giả trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo tinh mang bắn về phía Giang giật, quét xuống một cái lão giả lập tức thân thể run lên, mặt mũi tràn đầy không dám tin thì thảo thiếu chủ là ngươi sao. chương 277, Phệ hồn Na Di Thuật Giang giật không có trả lời Giang Vân Hải, ánh mắt nhìn về phía kia thần du ngũ trọng cường giả, trên thân sát khí thuôn trào ra, trong tay hắn hỏa long kiếm xuất hiện, quát lớn thả ta đại gia ra, ta tha cho ngươi một mạng. Ha ha, Trung niên cường giả cất tiếng cười dài, ánh mắt đùa cợt nhìn Giang Giật một chút, cười khẩy nói, Giang Giật, Giang Tuần sát xứ, long nha tướng quân, phản quốc tặc, đại lục chúa cứu thế. Người có thể cứu người trong thiên hạ, người có thể cứu người đại gia ra sao ta cũng không phải đồ đần, thả người đại gia ra, ta chỉ có một con đường chết. Các ngươi nhiều người như vậy, ta trốn là không chạy được, không bằng cùng Giang Vân Hải đồng quy vu tận tốt, người cảm thấy thế nào của ta Tuần sát xứ đại nhân. Bá bá bá, một bọn người sắc mặt trở nên trắng bệch, cái này thực lực võ giả cũng đạt tới thần du ngũ trọng, Giang Vân Hải xem tình huống. Đan Điền bị phế trong đám người rất nhiều người đều có thể miểu sát người này, nhưng ai cũng không có nắm chắc hoàn hảo cứu Giang Vân Hải. Quỳ xuống, trung niên võ giả đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ giữ tợn quát khẽ, trong tay linh khí khẽ động, tại Giang Vân Hải trên cổ vạch ra một đạo vết máu, đối Giang giật gầm thét cho lão tử quỳ xuống. Nếu không ta giết Giang Vân Hải. Ầm, Giang giật không có chút gì do dự hai đầu gối trùng điệp quỳ trên mặt đất, ánh mắt chân thành nhìn qua người này, mở miệng nói thả ta đại gia ra, bất kỳ cái gì sự tình ta đều có thể đáp ứng ngươi. Ha ha ha, Hoàng Triều tuần sát sứ đại lục chúa cứu thế, cũng phải cấp lão tử quỳ xuống. Trung niên cường giả lần nữa cười to lên, liền nước mắt đều bật cười, bị hắn ghim chặt Giang Vân Hải lại đột nhiên cả giận nói, đứng lên, thiếu chủ. Ta dạy thế nào ngươi nam nhi dưới đầu gối là vàng, lại trời lại đất lại phụ mẫu, không quỳ quỷ thần. Đứng lên, nếu không ta tình nguyện chết. Giang giật nhắm mắt lại, cắn răng liền là không đứng lên. Trung niên cường giả khóe miệng đều là nhe răng cười, gầm thét một tiếng, lão bất tử, ngậm miệng. Giang giật người nghe cho ta, đem người đàn điền phế đi, ta lập tức phóng thích Giang Vân Hải. Tuần sát sứ không thể, lăng nhất bọn người biến sắc hét lớn. Giang giật trong mắt lại hiện lên một tia tàn nhẫn, trong tay hỏa long kiếm đột nhiên hướng bụng dưới vạch tới. Bất quá ngay một khắc này, hắn đột nhiên quát lớn, lăng nhất động thủ. Ừ Lăng Nhất khẽ giật mình, nhưng ánh mắt hướng Giang Vân Hải quét qua, lập tức kịp phản ứng, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía trước phóng đi. Cái kia trung niên võ giả trong mắt mê mang, Giang giật rõ ràng rất để ý Giang Vân Hải, đều quỳ xuống, giờ phút này còn mắt thấy muốn hủy đi chính mình đan điền, vì sao đột nhiên để Lăng Nhất động thủ chẳng lẽ hắn không sợ mình giết Giang Vân Hải? Chết, không nghĩ ra tự không nghĩ, cường giả này ánh mắt lộ ra một tia giữ tận ý, trong tay linh khí đột nhiên đối Giang Vân Hải đầu bổ tới. Giang Vân Hải Đan Điền đã sớm bị phế sạch, hắn tự tin tại Lăng Nhất đánh giết lúc trước hắn, chém giết Giang Vân Hải. Ngay một khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến, Giang Vân Hải thân thể đột nhiên phát sáng lên, sau đó. Một giây sau thân thể của hắn biến mất tại nguyên chỗ, ra Giang giật bên người. Cái này, đây là thần thông gì thuấn di, trung niên võ giả đầy mắt không dám tin, hạ tướng quân mấy người cũng tựa như nhìn thấy quỷ, thần thông như thế thần hồ kỳ kỹ, đơn giản hỏi chỗ không nghe thấy giang vân hải trước kia cũng chính là thần du nhất nhị trọng a à mà lại giờ phút này đan điền còn phế đi làm sao có thể đột nhiên thuấn di lái đi ầm um, lang nhất ngược lại là không có nửa điểm trần chờ, trong tay thiên khí trường đao đánh thẳng một mạch hóa thành đạo đạo tàn ảnh tại trung niên cường giả trên thân lướt qua người này trong nháy mắt bị đánh thành thịt nát chết đến mức không thể chết thêm đại gia gia người không sao chứ giang giật thân thể bắn lên ôm chặt lấy mặt mũi tràn đầy yếu ớt thân thể lung lay sắp đổ giang vân hải cái sau nhắm mắt lại, vô lực khoát tay áo nói, không có gì đáng ngại, chỉ là thiêu đốt một phần ba linh hồn chi lực mà thôi, không chết được. Nói xong, Giang Vân Hải thân thể mềm nhũn trực tiếp ngất đi, Giang giật cũng như chút được gánh nặng thở ra một hơi thật dài nói, hạ tướng quân, lần này đa tạ ngươi, thay ta hướng các ngươi quốc chủ biểu đạt cảm ơn, ta đại gia gia đã cứu ra, chúng ta lập tức rời đi, tự không làm phiền. Hạ tướng quân nhìn Giang Vân Hải một chút, minh bạch vừa rồi Giang giật cùng Giang Vân Hải hai người là đang diễn trò, Giang Vân Hải khẳng định bí mật truyền âm cho Giang Giật, cho nên mới sẽ phối hợp tốt như vậy. Mục đích tự nhiên là để cái này trung niên võ giả mất đi cảnh giác, tốt phóng thích loại kia quỷ dị thần thông. Hắn trầm ngâm một phen, hỏi thăm về đến, nếu không cái này thành trì bên trong ở một thời gian ngắn, ta để cho người ta mời các vị thần y tới, cho Vân Hải đại nhân trị liệu một phen. Không cần, ta còn có việc, trước hết cáo từ. Giang giật lắc đầu, hắn dùng hắc sắc nguyên lực kiểm tra một phen, Giang Vân Hải ngoại trừ đan điền bị phế bên ngoài, cũng không có quá trọng thương thế, hắn có thuốc chữa thương trị liệu một phen hẳn là không có gì đáng ngại. Giang giật mang theo lăng nhất bọn người trực tiếp rời đi, ra khỏi thành sau thẳng đến tội ác xâm lâm mà đi, đến ven rừng rậm sắc trời đã sáng rồi, Giang giật đem Giang Vân Hải để ở một bên, lúc này mới ôm quyền cùng lăng nhất bọn người nói ra, chư vị, đa tạ tương trợ, ta còn có việc muốn đuổi đi linh thú sơn học viện, như vậy tách rời đi các ngươi hồi trở lại hoàng thành đi, thay ta hướng công chúa Điện Hạ Vân An, nếu có thể, ta hội lại đi thiên tinh thành. Cái này, lăng nhất có chút lo lắng hỏi, tuần sát sứ đại nhân, ngươi một người đi an toàn sao vẫn là chúng ta hộ tống ngươi đi linh thú Sơn Học Viện, lại trở về hồi trở lại thiên tinh thành tốt, nếu không công chúa Điện Hạ hội trách cứ chúng ta. An toàn ngược lại là không có vấn đề, giang giật có đào một thú, theo lòng đất đi địch nhân cũng truy tung không đến, bất quá đã lăng nhất nói như thế, hắn cũng không tốt làm khó hắn bọn họ, dù sao dùng mọi người tốc độ, đi linh thú sơn học viện cũng nhanh, chậm trễ không được quá nhiều thời gian. Đại hoàng, Giang giật lấy ra đào một thú, ôm Giang Vân Hải bay vọt đi lên, lúc này mới lên tiếng nói, chúng ta theo lòng đất đi thôi, trực tiếp xuyên qua thần võ quốc dưới mặt đất, thẳng tắp đi linh thú sơn học viện, 10 ngày nửa tháng liền có thể đến, dạng này cũng an toàn rất nhiều. Tốt ha, Giang giật lời nói lăng nhất bọn người không tiện cự tuyệt, mà lại dạng này xác thực an toàn một chút, lập tức mọi người toàn bộ bên trên đào một thú, mặc dù có chút chen chúc, nhưng cũng không ngại. Bò, o, à, bò, o, à, đào một thú trầm hống vài tiếng, nhanh chóng chui xuống dưới đất, hướng thần võ quốc phương hướng phóng đi. Hạ tướng quân rất mau đem giang giật sự tình, đưa tin trở về thánh quang thành, thánh linh quốc quốc chủ lập tức buông lỏng, giang giật tên ôn thần này đi tốt nhất, nếu không cũng không biết hội náo ra cái đại sự gì tới. a à, hắn nhìn lướt qua đưa tin ngọc phù, nhìn thấy sau cùng một đoạn văn, trong mắt lóe lên một tia kinh dị màu nâu tóc dài cũng không gió mà động, trong thân thể phóng xuất ra khí thế cường đại, cái này thánh linh quốc quốc chủ thế mà cũng là một tên cường giả. Thiêu đốt linh hồn, thuấn di đại pháp Giang Vân Hải lại có cái này thần thông. Hắn mắt hổ lấp lé không yên, vuốt vuốt màu nâu tóc dài, tựa hồ nhớ tới cái gì, quát lớn, người tới, đi mời lão quốc sư tới. Cũng không lâu lắm, một tên chống quyền trưởng, toàn thân bao phủ tại áo bảo sám bên trong dâu dài lão giả đi đến, một tay xoa ngực khom người nói, vương thượng, người tìm lão nô. Thánh linh quốc quốc chủ trong con người vẫn là kinh nghi, ngưng âm thanh hỏi, lão quốc sư, người có thể từng nghe nói qua một loại thần thông có thể thiêu đốt linh hồn, đột nhiên thuấn di đi mấy trượng bên ngoài. Phệ hồn na di thuật, lão quốc sư áo choàng bên trong con người đột nhiên tinh mang bắn ra bốn phía, quát khẽ, phương thượng, người ở đâu nhìn qua có thần thông người, đây chính là hải bên kia. Nổi danh thần thông, chẳng lẽ có gian tế xâm nhập vào thiên tinh đại lục. Hải bên kia, Thánh linh quốc quốc chủ sắc mặt ngưng trọng lên, con người càng thêm lấp lóe không ngừng, tốt nửa ngày mới nói ra, Giang Vân Hải là sinh trưởng ở địa phương thần võ quốc người A, chẳng lẽ? Y phiêu phiêu là hải người bên kia, chương 278, cái này thiên hạ chẳng mấy chốc sẽ thay đổi. Chết hết Giang Vân Hải bị Giang giật cứu được, thần võ quốc vương thành phủ thái tử, hạ vô hối chỉ là hai ngày tự nhận được tin tức. Quỷ viêm thành bên trong cùng sơn quỷ thành bên trong, Giang giật huyên náo động tính quá lớn, toàn thành biết rõ, thành nội không thiếu có thần võ quốc trinh sát, rất mau đem tin tức truyền đến trở về. Phế vật, hỗn trướng, hạ vô hối nổi giận cầm lấy đồ trên bàn liền là một trận đập loạn, hao phí hắn 10 chuôi thiên khí, còn vụng trộm điều dụng 200 đem diệt thần nỏ, không nghĩ tới cuối cùng thất bại trong gan tắc, nội tâm của hắn nổi giận có thể nghĩ. Giang giật, giang giật, giang giật, hắn mỗi lần thẻ một kiện đồ vật tự hô to một tiếng, tựa hồ muốn đem giang giật tươi sống đập chết. Bởi vì Giang giật hắn trở lại vương thành sau đều không ngóc đầu lên được, Hạ Đình Uy mặc dù không có trách cứ hắn, nhưng hắn luôn cảm giác Hạ Đình Uy ánh mắt nhìn hắn không giống với lúc trước, quần thần vẫn như cũ đối với hắn cung kính, nhưng hắn luôn cảm giác mọi người đôi mắt chỗ sâu che giấu một tia trào phúng. Trong khoảng thời gian này, Giang giật uy danh đạt đến cực điểm, nội tâm của hắn cũng nổi giận tới cực điểm, thiên thiên đều thẻ đồ vật, thậm chí còn giết mấy tên cung nữ thái giám, ẩn ẩn có cử chỉ điên rồi xu hướng. Vương thượng có chỉ tuyên thái tử tiếp kiến. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo bén nhọn thanh âm, hạ vô hối vội vàng lau mặt một cái, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, rất nhanh sửa sang lại áo bào, lạnh nhà thong dong đi ra ngoài, tại một đám thái giám cung nữ bao vây dưới, hướng ngựa thư phòng đi đến. Nhi thần tham kiến phụ vương, lớn như vậy ngựa thư phòng trong trống rỗng, chỉ có hạ đình uy một người ngồi tại thật cao bảo tỏa bên trên, chính vùi đầu xem một chút văn kiện, hạ vô hối tới sau hắn cũng không ngẩng đầu, chỉ là nhàn nhạt vất vất tay để cung nữ thái giám xuống dưới. Hạ Vô Hối đợi một hồi lâu, gặp Hạ Đình Uy còn chưa lên tiếng ý tứ, cắn răng chắp tay nói, "Phụ vương, không biết ngài gọi nhi thần tới có cái gì phân phó?" Hạ Đình Uy rốt cục ngẩng đầu lên, Hạ Vô Hối nhìn thoáng qua lại thân thể run lên, bởi vì hắn nhìn thấy một tấm đều là cười lạnh mặt. Hắn trong trí nhớ Hạ Đình Uy nhưng từ không đối hắn như thế cười qua, loại vẻ mặt này biểu thị Hạ Đình Uy thế nhưng là nổi giận tới cực điểm. Không hối hận ngươi để cho ta rất thất vọng a à. hạ đình huy một câu để hạ vô hối thân thể mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống xuống dưới hắn mím môi một cái cắn răng nói phụ vương không biết hải nhi cái nào làm sai ngài nói ta đổi còn không biết cái nào làm sai hạ đình huy đứng dậy chậm rãi đi đến hạ vô hối trước người âm thanh lạnh lùng nói người hận giang giật ta biết giang giật để ngươi mặt mũi quét rác không ngóc đầu lên được ta cũng tin tưởng nhưng ngươi cũng không nhìn đây là lúc nào giang giật như mặt trời ban trưa, Ngươi giờ phút này còn muốn lấy đối phó hắn bắt được Giang Vân Hải lại như thế nào ngươi có thể thiết kế giết chết Giang giật thân phận của hắn, coi như đem hắn dẫn tới thần võ quốc bên trong, ngươi nghĩ rằng chúng ta tự thật dám động hắn ngươi cũng không cần đầu óc ngẫm lại. Yêu hậu vì sao muốn đập hắn một trường mà lại, vì một cái Giang Vân Hải, người thế mà điều động diệt thần nỏ, việc này thì càng ngu xuẩn, người dạng này sẽ để cho thần võ quốc con dân thất vọng đau khổ hiểu không không có dân tâm, người ngày sau như thế nào quân lâm thiên hạ. Hạ vô hối con ngươi co rụt lại, vội vàng cong xuống, trầm giọng nói, cha vương giáo huấn chính là, Hải Nhi biết sai rồi, Hải Nhi về sau không hợp nhau giang giật. Ngu xuẩn, hạ vô hối nhận lầm, hạ đình uy lại càng thêm bạo nộ rồi, hắn đột nhiên nhấc chân đối hạ vô hối đạp một cước, đem hắn đạp ra ngoài mấy trượng xa, khóe miệng đều đá ra máu tươi, hắn nghiêm nghị gầm thét, không hối hận, một cước này giống như đạp bất tỉnh ngươi, ta hội một lần nữa cân nhắc thái tử chi vị. Ngươi đến còn chưa hiểu ngươi sai ở đâu sao cũng không phải là ngươi đối phó giang giật có lỗi, mà là ngươi bị cừu hận che đôi mắt, đã mất đi đầu óc thanh tỉnh, đã mất đi tỉnh táo cùng lý trí. Trong khoảng thời gian này ngươi còn giết mấy cái cung nữ cùng thái giám giờ phút này là cái gì tình thế nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, một cái quân chủ muốn thường xuyên giữ vững tỉnh táo, phải hiểu được ẩn nhẫn, mưu đồ một kiện đại sự, thậm chí phải hao phí thời gian mấy chục năm, ngươi cái này tính tình gọi ta như thế nào yên tâm đi thiên hạ giao cho ngươi. Hạ vô hối kinh ngạc ngồi dưới đất, hai đầu mày kiếm chăm chú nhân lại, tự liền khóe miệng tiên huyết đều quên lau, hắn trên mặt đất ngồi thật lâu, sắc mặt cũng càng thêm bình tĩnh, cuối cùng hắn lần nữa quỳ xuống đất, cong xuống nói, phụ vương, nhi thần đã hiểu. Giang giật có thanh long hoàng triều cùng yêu hậu làm chỗ dựa, danh vọng cũng đạt tới đỉnh điểm, thời khắc này xác thực không thể động đến hắn. Giang vân hải việc này là nhi thần lỗ mãng rồi, cầu phụ vương lại cho nhi thần một cái cơ hội, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Ừm, Hạ Đình Uy trên mặt lúc này mới lộ ra mỉm cười, hài lòng nhẹ gật đầu, Hạ Vô Hối là hắn sở hữu nhi tử bên trong thông tuệ nhất, có lần này giáo huấn, chắc hẳn về sau hội càng thành thục. Hắn dừng một chút, con người nhất chuyển, lại mở miệng nói, Tô Như Tuyết nơi đó ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Tô Như Tuyết, Hạ Vô Hối trong con người giữ tận ý lóe lên, không có mạo muội trả lời, trầm ngâm một hồi mới nói ra, một nữ nhân mà thôi, không tính là gì. Giờ phút này gian giật là nổi điên dã thú tạm thời vẫn là không nên chọc giận hắn đi, chắc hẳn. Tô Địch Vương cũng không có lá gan tự mình đem hắn nữ nhi đưa cho Giang Giật, việc này vẫn là trước hoãn một chút. Tốt, Hạ Đình Huy càng rót đầy hơn ý, vuốt cằm nói, không hối hận, người phải nhớ kỹ, cái này thiên hạ bất kỳ vật gì đều có thể bỏ qua, thân là thái tử cùng quân vương, cân nhắc vĩnh viễn là ích lợi của quốc gia, vì quốc gia. Cái gì đều có thể hy sinh, có thể từ bỏ. Đi, người lui ra đi, Hạ Vô Hối đứng dậy thật sâu không người chào, Bình tĩnh đi ra ngoài, Hạ Đình Huy một người ngồi một hồi, lúc này mới quát khẽ xin đừng cách tới một chuyến. "Cha." Một đạo hắc ảnh theo trong góc lóe ra đến, nhanh chóng đi ra phía ngoài, nửa nén hương sau Giang Biệt Ly nhanh chân đi đến, chắp tay nói: "Vương thượng, người tìm ta." "Ừm." Hạ Đình Huy đi xuống, mặt dầu dĩ nói ra: "Biệt Ly a, à, lần này chúng ta kế hoạch hoàn mỹ, bị ngươi đứa con trai kia hủy hoại chỉ trong chốc lát a, à, người này nhi tử thật có thể dày vò a, việc này chúng ta nên làm thế nào cho phải?" hắn không phải nhi tử ta, ta cũng không có con trai như vậy. Giang biệt ly âm thanh lạnh lùng nói, Giang giật cùng y phiêu phiêu đồng dạng, trên người có ma tính, sớm muộn muốn dẫn xuất họa lớn ngập trời. Lần này kế hoạch cũng đích thật là hoàn mỹ, đáng tiếc bị Giang giật phá hủy, bất quá đại hạ quốc cùng thánh linh quốc bị đả thương nặng, thanh long hoàng triều át chủ bài cũng bị bước đi ra, còn tổn thất nặng nề, cũng coi như không uổng phí chúng ta mưu đồ lâu như vậy. Ừm, hạ đình uy nhẹ gật đầu, trong con người quang mang lấp lóe trầm giọng hỏi, bước thứ hai kế hoạch còn muốn tiếp tục tiến hành sao? Đương nhiên, Giang Biệt Ly khóe miệng lộ ra một tia ngạo nghễ, kiên định lạ thường nói ra, cơ hội tốt như vậy lãng phí đáng tiếc, thiên tinh đại lục vạn năm qua cách cục không thay đổi, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, cái này thiên hạ nhất định phải biến thay đổi. Chỉ ít chúng ta trước tiên đem cách cục đánh vỡ, mới có thể có cơ hội từng cái chiếm đoạt, thành tựu bán nghiệp. Tốt, Hạ Đình Huy quyết định thật nhanh, ra lệnh, biệt ly ngươi đi an bài đi, việc này bởi ngươi toàn quyền phụ trách, lần này tự đụng một cái, cái này thiên hạ cũng hoàn toàn chính xác muốn biến thay đổi. Đúng, Giang Biệt Ly gật đầu gật đầu, cười nhạt một cái nói, vương thượng yên tâm, chỉ cần không ra biến số, cái này thiên hạ chẳng mấy chốc sẽ thay đổi. chương 279, Y Phiêu Lai Lịch Thần võ quốc cương thổ lòng đất vạn trượng, một cái quái thú to lớn ngay tại nhanh chóng tiến lên, phía trước nhất một thiếu niên ôm một lão giả, đằng sau thì là 10 tên thần du cường giả tối đỉnh. Năm ngày, Giang giật trên mặt lộ ra một vệt sầu lo, dòng dã đi qua 5 ngày, Giang Vân Hải lại còn không có thức tỉnh hắn giờ phút này đều hối hận không có tại thánh linh trong nước ở một thời gian ngắn, để hạ tướng quân thỉnh thần trị liệu liệu một phen. Bất quá Giang Vân Hải hết thảy bình an, lăng nhất dò xét một phen, cũng xác định Giang Vân Hải thân thể cùng linh hồn đều vô sự, cái này khiến Giang giật có chút an tâm. Còn có mấy ngày liền có thể đến linh thú Sơn học viện, liều đại sư là tứ đại thiên giai trị liệu sư, hắn xuất thủ càng thêm an toàn. Lần nữa bôn tẩu ba canh giờ, Giang giật đang chuẩn bị dừng lại nghỉ ngơi một chút, ăn lương khô lúc, trong ngực Giang Vân Hải đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ nghệ, con mắt cũng chậm rãi mở ra. Đại gia gia, Giang giật cuồng nghỉ không thôi, vội vàng khống chế đào một thú dừng lại, đồng thời đem phụ cận thông đạo mở rộng, biến thành một cái đại địa động, lúc này mới ôm Giang Vân Hải chạy vội xuống tới, mừng rỡ nói ra, đại gia gia, ngươi không sao chứ. Không có việc gì, chỉ là có chút suy yếu, Giang Vân Hải nhắm mắt lại nghỉ ngơi thoáng cái, hư nhược mở miệng nói. Bên cạnh lăng nhất vội vàng từ trong ngực lấy ra một viên đan dược đưa cho Giang giật nói, tuần sát xứ, đây là sinh linh đan, có thể bổ sung thể lực điều dưỡng thân thể, Vân Hải Đại Nhân đã tỉnh, người cho hắn ăn vào đi, rất nhanh liền có thể khôi phục như cũ. Tốt, Giang giật cũng không khách khí, theo hỏa linh châu bên trong lấy ra thanh thủy phục thị Giang Vân Hải ăn vào, Giang Vân Hải cũng hoàn toàn chính xác quá hư nhược, nuốt sau trực tiếp ở bên cạnh đi ngủ. Giang giật không dám tiếp tục đi đường, chuẩn bị để đan dược dược lực đem Giang Vân Hải điều dưỡng một phen lại đi Lăng Nhất phung tay lên để mọi người phân tán tại bốn phương tám hướng để phòng Giang Giật theo hỏa linh châu bên trong lấy ra đại lượng lương khô thanh thủy rượu ngon để Lăng Nhất phân cho mọi người chính mình tùy ý ăn một điểm ngay tại chỗ ngồi xếp bằng tu luyện sau ba canh giờ Giang Vân Hải tỉnh lại lần nữa khí sắc tốt lên rất nhiều hắn mở to mắt nhìn qua Giang Giật nhìn xem bốn phía thủ vệ Lăng Nhất bọn người trong mắt đều là vẻ kinh nghi chờ Giang giật mở to mắt về sau, lúc này mới hỏi thăm về đến thiếu chủ, những này đại nhân là. Giang giật nhếch miệng cười nói, đây đều là thanh long hoàng triều cung phục, ta là thanh long hoàng triều tuần sát xứ, hướng lăng tuyết công chúa mượn dùng tới. Vân hải đại nhân tốt, lăng nhất chắp tay hành lễ, sau đó làm thủ thế, mọi người toàn bộ rút lui mấy ngàn trượng khoảng cách, không quấy dày hai người ôn chuyện. Tuần sát xứ thiếu chủ. Hơn một năm nay đến tột cùng chuyện gì xảy ra ngươi làm sao trở thành thanh long hoàng triều tuần sát xứ các loại chờ lăng nhất bọn người thối lui giang vân hải lúc này mới kinh ngạc hỏi thăm về đến thanh long hoàng triều đây chính là quái vật khổng lồ a à. mặc dù chỉ còn trên danh nghĩa nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo giang giật bằng chừng ấy tuổi có thể trở thành thần võ quốc một người thống lĩnh giang vân hải đều sẽ rất kinh ngạc lại không nghĩ rằng cư nhiên trở thành hoàng triều tuần sát xứ còn có thể điều động mười tên thần du cường giả tối đỉnh còn có tại thánh linh quốc giang vân hải tin tưởng nhớ rõ có vài chục tên thần du cường giả cũng là giang giật bên này Giang giật hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm về đến, đại gia gia, hơn một năm nay sự tình, ngươi cũng không biết trong khoảng thời gian này ngươi cũng đi đâu. Ta, Giang Vân Hải nhớ lại thoáng cái, giải thích nói, năm đó ta bị thần võ quốc ngự lâm quân truy sát, một mực chạy trốn tới tội ác xâm lâm, ta bản thân bị trọng thương không dám mạo hiểm vậy mà đi vào tội ác xâm lâm, lợi dụng vệ hồn na di thuật đào tẩu về sau, tiềm phục tại một cái trong động đất. Của ta đan điền lúc ấy tự bị hủy diệt, trên thân cũng không có quá nhiều đan dược, sở dĩ chỉ có thể ẩn núp đi chậm rãi dưỡng thương, một mực dưỡng hơn phân nửa năm mới khôi phục. Các loại trợ thương thế bình phục, ta ra địa động, ta sợ thần võ quốc người còn tại truy sát ta, trói lại ta bức hiếp ngươi, sở dĩ ta không dám ở thần võ quốc dừng lại, một đường vòng qua tội ác xâm lâm, bỏ chạy thánh linh quốc. Ta không dám vào thành, bởi vì đan điền bị phế sạch, đi ước chừng mấy tháng mới đi đến thánh linh quốc, nhưng... Đến thánh linh quốc về sau, ta bị một đám sơn phỉ trói lại, trên người bảo vật bị cướp hết, còn bị bán được lam ra quặng mỏ bên trong. Thẳng đến đoạn thời gian trước, ta gặp mã gia thương đội tiến đến quặng mỏ bên trong mua sắm, thân phận bại lộ, mới bị lam ra thiếu tộc trưởng bán cho hạ vô hối. a à, Giang giật trong lòng một trận nắm chặt đau, bắt lấy Giang Vân hải tay, nghẹn ngào nói ra, đại gia gia, là tiểu giật vô dụng, để ngươi chịu khổ, mã ra là thiên võ thành mã ra sao xem ra lần trước chúng ta quá nhân từ, có cơ hội lời nói, ta sẽ để cho mã ra diệt tộc. Một cái đàn điền bị hủy diệt, không có nửa điểm chiến lược lão nhân trong sơn động ẩn núp hơn nửa năm sau đó đi bộ vượt qua sơn càng lĩnh ăn gió nằm sương chạy trốn tới thánh linh quốc đi cuối cùng lại bị nắm bán được quạng mỏ bên trong làm lao động giang giật ngẫm lại đều cảm thấy áy náy còn may là tiền vạn quán tình báo kịp thời nếu không giang vân hải còn muốn bị càng nhiều tội hơn ha ha giang vân hải hiền hòa nở nụ cười lắc đầu nói đại gia gia khổ gì chưa ăn qua năm đó đi theo lão vương ra chinh chiến xa trường lúc sau đây càng thảm gấp người sự tình đều tao ngộ qua, không coi vào đâu. Thiếu chủ, nói một chút người sự tình đi, để đại gia ra hảo hảo nghe một chút. Ừm, Giang giật nhẹ giọng tự thuật, đem Giang Vân Hải sau khi mất tích tất cả mọi chuyện đô giảng thuật một lần. Bao quát quốc chiến dương oai, ngư phản thần võ quốc, chặn giết hạ vô hối đại quân, đại náo hạ vô thành, nghĩ cách cứu viện tiểu hồ ly các loại chờ sự kiện, một kiện không kéo toàn bộ nói cho Giang Vân Hải, ngoại trừ đan điền dị biến bên ngoài, tự liền tự liền hỏa linh châu các loại chợ ẩn tàng bí mật đều nói cho Giang Vân Hải. Hắn thấy, thế giới này ba người hắn có thể không có bất kỳ cái gì bí mật, Giang Vân Hải, Giang Tiểu Nô, còn có tô như tuyết. Hô, Giang giật sau khi nói xong, Giang Vân Hải mặt mũi tràn đầy thổn thức, trong mắt đều là vẻ tự hào, cảm khái nói ta một mực tin tưởng vững chắc phu nhân như thế ưu tú, thiếu chủ nhà ta chắc chắn sẽ không bình thường. Thiếu chủ quả nhiên không để cho ta thất vọng, phu nhân ở thiên tri linh cũng có thể nghỉ ngơi phu nhân Giang giật sắc mặt ngưng trọng lên dò hỏi đại gia gia người có thể mét cho mẹ ta sự tình a à? ra cắt thanh vân nói mẫu thân của ta rất lợi hại thủy u lan còn nói để cho ta có thời gian đi tinh vẫn đảo đi dạo nơi đó có mẫu thân của ta vật lưu lại mẫu thân của ta đến cùng là một cái dạng gì người vì sao thủy u lan đều đối nàng rất là tôn kính còn có ngươi mới vừa nói kia cái gì phệ hồn na di thuật là mẫu thân của ta truyền thụ cho ngươi a à. đúng Giang vân hải trùng điệp gật đầu nói hạ giọng nói ra, mẫu thân ngươi là một cái kỳ nữ, vạn năm đệ nhất kỳ nhân, nàng ra đại lục thời điểm, thực lực đã sâu không lường được, theo ta đoán chừng hẳn là đạt đến kim cương cảnh, nàng khi đó mới là 18 tuổi. Cái gì, Giang giật đôi mắt co rụt lại, mặt mũi tràn đầy không dám tin, 18 tuổi kim cương cảnh cường giả, cái này sợ là thiên tinh đại lục trong lịch sử vô tiền khoáng hậu A. Hắn sừng sốt một chút, lại đột nhiên biến sắc, trầm giọng nói, ra đại lục chẳng lẽ mẫu thân của ta không phải thiên tinh đại lục người. Ừm, Giang Vân Hải gật đầu nói, mẫu thân ngươi không phải đại lục người, cụ thể đến đến chỗ nào, ta cũng không biết. Mẫu thân ngươi không chỉ có thực lực kinh thiên, còn có được rất nhiều thần kỳ trí bảo, thần bí thần thông, tỉ như cái này phệ hồn na di thuật, cái này thần thông ta tu luyện không tới ra, nếu là mẫu thân ngươi, tùy ý một cái thuấn gì đều có thể đạt tới ở ngoài ngàn dặm. Cái này, Giang giật càng thêm chấn kinh, hắn con ngươi chuyển động vài vòng, có chút run âm nói ra, mẫu thân của ta chẳng lẽ là cửu thiên dưới thần nữ phàm thế giới này thật chẳng lẽ có thần tiên. Cắt cắt chương 280, tuyệt đại xinh đẹp, đừng hỏi ta, ta cũng không biết, có lẽ Giang Biệt Ly cùng Thủy U Lan biết rõ đi. Giang Biệt Ly lắc đầu, lần nữa cảm khái nói, mẫu thân người sát khí rất nặng, xuất thủ cũng rất tàn nhẫn, chỉ cần chọc nàng, cơ bản đều là không chết thì tổn thương. Năm đó đại lục bị nàng huyên náo long trời lở đất, mấy tên kim cương cảnh cường giả đều kém chút bị nàng giết. Theo Giang Biệt Ly về sau, tính khí có chút mất phóng túng đi một chút, những chuyện này rất nhiều thành danh cường giả đều biết. Làm niên lão vương gia thích đại thế tử một chút, Giang Biệt Ly mặc dù thiên tư tài trí mưu lược đều là đỉnh cấp, nhưng là hắn là con thứ. Đại thế tử mẫu thân là công chúa, lão vương gia lúc đương thời ý để đại thế tử kế thừa trấn Tây Vương chi vị, Giang Biệt Ly rất là tức giận, cả ngày sầu não uất ức, mẫu thân người tại lão vương gia truyền vị trước một ngày trong đêm, đột nhiên độc thân độc sông đại thế tử phủ đệ, liên sát mấy trăm người, cuối cùng đem đại thế tử đánh chết lão vương ra giận dữ mắng to mẫu thân ngươi là yêu nữ muốn giang biệt ly tự tay chém giết mẫu thân ngươi giang biệt ly bức bách tại cha mệnh cũng nhất thời tức giận lại thật xuất thủ đối phó ngươi mẫu thân mẫu thân ngươi không có phản kháng mặc cho hắn đem chính mình đánh cho trọng thương giang biệt ly còn lớn hơn mắng ngươi mẫu thân là yêu nữ mẫu thân ngươi thương tâm phía dưới đi xa thiên nhai lúc ấy đã người mang lục giáp một mình nàng tìm một cái thành nhỏ đem ngươi sinh dục xuống tới một năm sau lại ra ngoài rồi một chuyến, đem tiểu nô mang theo trở về, cuối cùng sầu não uất ức bệnh chết, sự tình phía sau ngươi cũng biết rõ. Mẫu thân ngươi nhìn từ bề ngoài tàn nhẫn, giết người tuyệt không nương tay, kỳ thật ta hiểu rõ nhất nàng, chỉ cần không trêu chọc nàng, nàng chưa từng gây chuyện, còn phi thường có ái tâm, đối đãi trong vương phủ thị nữ hạ nhân đều phi thường tốt. Trong nội tâm nàng yêu tha thiết giang biệt ly, vì giang biệt ly, nàng có thể giết sạch người trong thiên hạ. Lúc ấy xuất thủ chém giết đại thế tử, cũng là bởi vì nàng phát hiện đại thế tử vì vững chắc phương vị, chuẩn bị ám sát Giang Biệt Ly. Lại không nghĩ rằng Giang Biệt Ly như thế tuyệt tình, lại xuất thủ muốn giết nàng. Ta mãi mãi cũng sẽ không quên, Giang Biệt Ly xuất thủ một khắc này, mẫu thân ngươi là cỡ nào tuyệt vọng cùng tan nát cõi lòng. Mẫu thân ngươi giúp Giang Biệt Ly rất nhiều, 20 năm trước Giang Biệt Ly diệt đại hạ quốc mấy chục vạn đại quân việc này ngươi biết a à kỳ thật không phải mẫu thân âm thầm hỗ trợ, Giang Biệt Ly tuyệt đối không thắng được. Giang Vân Hải nhẹ giọng giảng thuật, nói rất nhiều chuyện cũ năm xưa, đôi mắt già nua bên trong cũng đều là lệ quang. Giang giật trầm mặc nghe, chưa hề nói một câu, trong đầu lại hiện lên một vị tuyệt thế nữ tử dáng người. Nàng đến xa mới, dung mạo tuyệt mỹ, người mang trọng bảo, thực lực kinh thiên, một đường tại thiên tinh đại lục bên trong dung ngoạn. Trẻ tuổi như vậy mỹ mạo thiếu nữ, lại người mang trọng bảo, tự nhiên gây nên rất nhiều công tử ác bá chú ý cùng quấy rối. nàng có phiền hay không, chỉ có thể dùng thiết huyết thủ đoạn nói cho thế nhân, không phải trêu chọc nàng đằng sau không cần phải nói, dẫn xuất những công tử này ra tộc phía sau cường giả, nàng lẻ loi một mình, không chỗ nương tựa, chỉ có dựa vào đao trong tay mình giết ra một đường máu, cũng giết ra hách hách thanh danh. Về sau nàng gặp Giang Biệt Ly, hai người yêu nhau mến nhau, nàng coi là tìm được chân ái, tìm được có thể phụ thuộc cả đời nam tử. Lại không nghĩ rằng nàng vì giúp cái này nam tử, cuối cùng ngược lại bị nam tử thọc một đao, nàng người mang lục giáp, đi xa thiên nhai, tan nát cõi lòng, có khổ có nước mắt chính mình đi trong bụng nuốt, cuối cùng sinh hạ một đứa bé về sau, sầu não uất ức, hương tiêu ngọc vẫn Nàng là một đời thiên kiêu, tuyệt thế hồng nhan, nàng để đại lục một trong 10 đại cường giả ra các thanh vân thầm than không bằng, để đại lục đệ nhất thủy u lan tôn xưng một tiếng phiêu phiêu tiểu thư, nàng là rất nhiều người ác mộng, là rất nhiều mắt người bên trong yêu nữ, ma nữ. Nàng, liền lại y phiêu phiêu, bất chi bất giác, giang giật ánh mắt bị nước mắt mơ hồ, hắn là cái kia nữ tử không giá trị, là có được dạng này một cái mẫu thân mà kiêu ngạo, vì nàng tiếp nhận cực khổ mà đau lòng, vì nàng mất đi mà bi thương. Thật lâu, thật lâu, Giang giật đột nhiên ngẩng đầu lên nói, đại gia gia, mẫu thân của ta phần ngộ ở đâu, ta muốn đi bái tế thoáng cái nàng. Ừm, ngươi cũng hoàn toàn chính xác muốn đi bái tế thoáng cái nàng. Giang Vân Hải lau đi nước mắt, gật đầu nói, tạo hóa trêu ngươi, đến ta đều không có dẫn ngươi đi phu nhân mộ địa bái tế, bất quá. Ngươi là thần võ quốc phản quốc tặc, đi thật được không? Không sao cả, Giang giật khoát tay áo nói, coi như chúng ta quang minh chính đại đi lên đều vô sự, thần võ quốc không dám giết của ta. Chúng ta đi bái tế thoáng cái lập tức tự đi, sẽ không có chuyện gì, lại nói có lăng nhất bọn hắn, trừ phi Giang biệt ly cùng thần võ quốc một tên khác kim cương cường giả tự mình xuất thủ, nếu không không ai có thể lưu lại chúng ta. Tốt ha, Giang Vân Hải trầm ngâm một phen nói, vậy liền lập tức lên đường đi, mẹ ngươi mộ địa ngay tại thiên võ thành phía đông một cái chấn nhỏ bên cạnh. Thiên võ thành, Giang giật khóe miệng lộ ra một vòng lãnh ý, cười nói chính hảo, ta đi tìm mã ra tính toán sổ nợ, mã ra nghỉ ngơi lấy lại sức hơn một năm, tự nhận là rất nhiều đi. Lăng nhất, Giang giật quát lớn, nơi xa ngàn trượng bên ngoài lăng nhất bọn người nhanh chóng bôn tẩu tới, Giang giật để lăng nhất phái người đi lên xác định thoáng cái giờ phút này chỗ phương vị, rất nhanh kết luận phương hướng, hướng thiên võ thành bên trong phóng đi. Thiên võ thành vẫn như cú phồn hoa náo nhiệt, nhất là trong khoảng thời gian này, thành nội càng là phi thường náo nhiệt thành nội đàm luận nhiều nhất một cái tên liền là Giang Giật. Giang Giật là tại thiên võ thành bên trong lớn lên, giờ phút này Giang Giật trở thành đại lục chúa cứu thế, còn trở thành thanh long hoàng triều tuần sát xứ. Mặc dù thần võ quốc còn không có hủy bỏ Giang Giật đuổi bắt lệnh, hắn vẫn là thần võ quốc phản quốc tặc, nhưng thiên võ thành bên trong người vẫn như cũ dùng Giang Giật làm vinh. Mã ra hoàn toàn chính xác khôi phục một chút nguyên khí, nghỉ ngơi lấy lại sức một năm, mã ra lần nữa trở về thiên võ thành, bất quá rất là điệu thấp, cùng giang ra đồng dạng nghỉ ngơi lấy lại sức, chậm chậm mưu toan. Mã ra gia, gia chủ mã khuê gần nhất tâm tình rất không tệ, mã ra một vị tiểu thư gả cho thánh linh quốc lam ra một vị quản sự, mã ra cũng liên lụy lam ra đường dây này. Không ngừng theo thánh linh quốc đầu cơ trục lợi hàng hóa đến thần võ quốc, để mã ra kiếm lấy đại lượng tử kim, cũng thu nạp một nhóm cường giả, chắc hẳn không muốn mấy năm, mã ra sẽ lần nữa trở thành thiên võ thành một trong năm đại gia tộc A. Duy nhất để trong lòng của hắn có chút không thoải mái là, gần nhất bên tai luôn luôn có thể nghe được một cái làm hắn chán ghét danh tự, Giang Giật. Giang Giật cái tên này liền như là lệ quỷ âm hồn bất tán, luôn luôn không ngừng có thể nghe được hắn truyền kỳ cố sự. Bất quá Mã Khuê cũng không lo lắng, dù sao Giang Giật lại thế nào nghiêu, cũng là một người, là thần võ quốc tội phạm truy nã, hắn luôn không khả năng giết tới thần võ quốc A. Báo, bên ngoài đi vào một tên Mã ra con em, một gối quỷ xuống bẩm báo, gia chủ, xảy ra chuyện. Làm ra bên kia đưa tin, Giang giật đi thánh linh quốc, đem Lam gia thiếu tộc trưởng Lam Vũ đều giết đi, còn đem Giang Vân Hải cấp cứu ra. Cái gì, mã khuê biến sắc, mã gia tộc nhân nhận ra Giang Vân Hải việc này hắn biết rõ, hắn bắt đầu không chỉ có không có nửa điểm lo lắng, ngược lại khe khẽ mừng rỡ, mã gia đây coi là lập công, Lam gia cũng sẽ càng coi trọng mã gia A. À. Không nghĩ tới Giang giật lại dám vào tới thánh linh quốc còn đem Giang Vân Hải cấp cứu hắn ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt, tựa hồ xảy ra đại sự. Báo, đột nhiên, Bên ngoài một tên mã gia tộc nhân lần nữa băng băng mà tới, còn không có sông tới tựu hét lớn, gia chủ, không xong. Giang, Giang giật trở về, giờ phút này chính hướng nơi này chạy đến. Cái gì, mã khuê mặt thoáng cái trở nên trắng bệch, hắn không có chút gì do dự, lập tức nguyên lực quán chú, phát ra một tiếng lôi đình gầm thét, toàn bộ mã gia con em lập tức ra khỏi thành, riêng phần mình tìm kiếm địa phương lẩn trốn. Hưu, mã gia thoáng cái loạn, vô số người hướng bên này hội tụ mà đến, rất nhiều mã ra con em đều đầy mắt mê mang, không biết chuyện gì xảy ra. Còn có thể trốn, một đạo thanh âm sâu kín vang lên, nương theo lấy một đạo chấn thiên tiếng nổ, mã ra đại môn hai bên vách tường toàn bộ bị đánh nát, một đạo thân ảnh màu xanh mang theo 11 người theo trong bụi mù nổ bắn ra mà vào, hắn rất nhanh khóa chặt mã khuê, cười lạnh mã ra gia, gia chủ, đã lâu không gặp, còn nhận biết ta giang giật. chương 281, phần mộ là không, giang giật trở về, tin tức này như gió, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thiên võ thành, cơ thiên dẫn đầu cơ gia tộc nhân trước tiên xông ra phủ thành chủ, giang gia, lãnh gia, liễu gia cũng toàn bộ đại môn mở ra, các gia chủ dẫn đầu gia tộc bọn họ trưởng lão hướng mã ra chạy như điên. Giang giật là phản quốc tặc không sai, nhưng hắn vẫn là hoàng triều tuần sát xứ, là đại lục chúa cứu thế. Bọn hắn nhanh như vậy lao ra, cũng không phải là nghĩ nịnh bợ giang giật, dựa vào giang giật phát triển lớn mạnh gia tộc, chỉ là đơn thuần muốn gặp hắn một chút, nhìn một chút vị này theo thiên võ thành bên trong đi ra thần kỳ thiếu niên. Lăng nhất, ngoại trừ lão nhân hài tử nữ tử, mã ra người toàn bộ cho ta chặt. Mã ra đại viện bên trong, giang giật mặt mũi tràn đầy sát khí hạ lệnh. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn tâm càng thêm cứng rắn, năm đó thủ tựu còn chưa báo, mã ra thế nhưng là kém chút đem hắn giết chết, lần này lại yếu hại giang vân hải. Vù vù, lăng nhất bọn người tâm ác hơn, đừng nói chỉ là giết mã ra võ giả, coi như gian giật để bọn hắn đem lão nhân hài tử nữ tử đều giết, bọn hắn con mắt cũng sẽ không nháy thoáng cái, cái nào trong tay cường giả không phải nhiễm lấy hết huyết. Lập tức lăng nhất 10 người bay đi, trong tay hắc sắc thiên khí chiến đao như từng thanh từng thanh câu hồn liêm đao, tại mã ra võ giả trên thân lướt qua. Suy suy, mã ra gia, gia chủ mã khuê vẫn là tử phủ cảnh bắt trọng, một đám trưởng lão càng là không chịu nổi, lôi kéo mời chào người cũng chỉ là tử phủ cảnh. Đám người này đừng nói lăng nhất bọn hắn, coi như giang giật đều có thể nhẹ nhõm đổ sát, lăng nhất bọn hắn đơn giản như giết gà giết chó nhẹ nhõm. a à, vô số tiếng kêu thảm thiết vạch phá bầu trời, vang vọng thiên tinh thành, giang giật cùng giang vân hải thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem lăng nhất bọn người nhẹ nhõm đem mã ra võ giả từng cái chém giết. Hưu, cơ thiên giang vân sơn bọn người rốt cuộc chạy tới, bất quá nghe được bên trong kêu thảm, không ai dám động, cũng không ai dám xông đi vào, toàn bộ ở bên ngoài sắc mặt âm tình bất định chờ. Chỉ là nửa nén hương thời gian, Lăng nhất bọn người phân biệt rút về, mã gia sở hữu võ giả bị chém giết hoàn tất, Giang giật nhìn lướt qua vô số dọa đến run lẩy bẩy mã gia nữ tử, hai đông, dừng một chút, mở miệng nói, ta gọi Giang giật, chắc hẳn các người rất nhiều người đều biết rõ ta, các người mã gia cùng ân oán của ta, các người rất nhiều người cũng biết. Lúc đầu ta đều quên các người mã gia, cũng chưa từng nghĩ tới tìm các người mã gia phiền phức, nhưng các người không nên lần nữa chọc ta, mà lại lần này các người mã gia hại vẫn là ta đại gia gia. Đã làm sai sự tình, thì nên trả ra đại giới, giống như các ngươi mã ra con em về sau có năng lực tìm ta báo thù, có thể giết chết ta giang giật, ta tuyệt không hai lời. Nói xong, giang giật quay người chuẩn bị đi ra phía ngoài, giang vân hải u u thở dài nói, thiếu chủ, cùng bọn hắn nói những lời nhảm nhí này làm gì thế giới này liền là tàn khốc như vậy, người giết ta ta giết ngươi, cường giả vi tôn, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng, người không có thực lực, chết người chính là chúng ta, cái này rất công bằng, người không cần lương tâm bất an. Ừm, giang giật nhẹ gật đầu đi ra bên ngoài nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc cũng nhìn thấy bọn hắn âm tình bất định con ngươi muốn nói lại thôi biểu lộ hắn cười nhạt một tiếng không hề nói gì hướng nơi xa đi đến lang nhất mang theo giang vân hải nhanh chóng đi tới cơ thiên nhìn thấy giang vân hải trên mặt lộ ra một vòng vẻ xấu hổ mở miệng nói ra vân hải cùng giang giật nói tiếng thật xin lỗi ra môn bất hạnh a à. hải thúc giang vân sơn kích động kêu một tiếng thanh âm đều có chút nghẹn ngào Giang Vân Hải hướng hắn nhìn lướt qua nhẹ gật đầu, sau đó cùng cơ thiên nói ra, việc này ta có biết một hai, ta sẽ cùng thiếu chủ nói, chúng ta còn có việc cáo từ trước. Xa xa Giang giật thân thể đột nhiên dừng lại, hắn thấy được mấy đạo thân ảnh quen thuộc, võ điện dương quản sự cùng võ điện điện chủ, rực ra rực lăng tuyết bọn người, nhìn qua những người này, hắn hoảng hốt ở giữa coi là trở về quá khứ. Hắn bốn phía tìm mắt trông về phía xa, nhìn xem quen thuộc thiên võ thành một lát, cuối cùng không hề nói gì, cùng dương quản sự bọn người nhẹ gật đầu, hướng thành đông bôn tẩu mà đi. Lăng nhất bọn người mang theo Giang Vân Hải cũng nhanh chóng đuổi theo rời đi, nói thế nào Giang giật vẫn là thần võ quốc tội phạm truy nã, dừng lại quá lâu luôn luôn không tốt. Ao ao, Giang giật bọn người rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt, ra khỏi thành một đường hướng đông, thiên võ thành bên trong thì vỡ tổ, một mảnh xôn xao. Giang giật thế mà quang minh chính đại đi vào thần võ quốc, xông vào thiên võ thành đồ mã ra mấy chục người sau nghênh ngang rời đi mà lại hắn còn mang theo 10 tên cường đại đến lệnh, làm toàn thành run sợ trí cường giả, 10 người này còn giống như là thủ hạ của hắn. Cơ thiên cùng Giang Vân Sơn nhất là cảm khái, cơ thính vũ năm đó liên hợp Giang Nghịch lưu đối phó Giang Giật, việc này cơ thiên đã sớm biết. Lúc đầu hắn còn rất là lo lắng, không nghĩ tới Giang Giật còn niệm rất cố kỳ tình, không có xuất thủ đối phó cơ gia. Giang Vân Sơn giờ phút này lại là trăm loại tư vị sông lên đầu, giống như năm đó đối Giang Giật tốt đi một chút, giờ phút này Giang Giật phát đạt, tùy ý giúp một cái tay, Giang ra sợ là có thể bay hoàng lên cao A. Giang giật bọn người trầm mặc nhanh chóng chạy vội, Giang Vân Hải một đường cũng không nói gì. Hắn hiểu rõ Giang giật, Giang giật tính cách kỳ thật cùng y phiêu phiêu rất giống, bình thường rất là ôn hòa thiện lương, chưa từng gây sự gây chuyện, một khi chọc giận tới hắn, hắn liền là một người điên, thủ đoạn cũng tàn nhẫn vô cùng. Cơ thính vũ năm đó mưu hại hắn, nhưng cơ thiên vẫn là đối với hắn có ân, một mã thì một mã, Giang giật tự nhiên không cần Giang Vân Hải thuyết phục cũng sẽ không tìm cơ ra phiền phức. Còn thiên võ thành giang ra, giang giật năm đó đều tha thứ bọn hắn, giờ phút này đương nhiên sẽ không lại ra tay, đương nhiên. Cũng sẽ không giúp bọn hắn, mọi người một đường đi về phía đông, chỉ là nửa canh giờ tựu đã tới một cái chấn nhỏ, giang vân hải bốn phía nhìn một cái, khẳng định nói ra, không cần tiến vào, trực tiếp đi phía bắc, bên kia có một tòa núi nhỏ, phu nhân tựu an táng tại núi nhỏ bên cạnh trong sơn cốc. Tại Giang Vân Hải chỉ thị dưới, mọi người hướng phía bắc chạy như điên, rất mau tới đến một ngọn núi thanh thủy nở hoa tiểu sơn cốc bên trong sơn cốc bên ngoài là một đầu cong cong tiểu hà nhìn phong cảnh cùng phong nước đều rất không tệ giang giật bước chân chậm dần cũng biến thành trở nên nặng nề hắn chậm rãi lên núi trong cốc đi đến lang nhất bọn người không có đi vào bốn phía tản ra dò xét giang vân hải đi theo chậm rãi bên trong đi đến sơn cốc phi thường nhỏ bên trong cũng không có một con giã thú chỉ có rất dùng nhiều thảo còn có ở giữa một tòa nho nhỏ ngôi mộ ngôi mộ bên trên mọc đầy cỏ dại tựa hồ rất nhiều năm không ai quản lý qua, ngôi mộ phía trước đứng thẳng lấy một khối mộ bia, phía trên không có danh tự, chỉ có bốn chữ lớn phu nhân chi mộ. Phu nhân, lão nô mang thiếu chủ đến bái tế ngài. Thiếu chủ trưởng thành, cũng hiểu chuyện, Giang Vân Hải cẩn thận nhìn lướt qua ngôi mộ, trong đôi mắt già nua lần nữa nổi lên lệ quang, trong miệng niệm niệm lại nhảy không ngừng, Giang giật trầm mặc đứng tại ngôi mộ phía trước, thật lâu không nói. ầm, um, Giang giật hai chân trùng điệp quỳ xuống, thật sâu dập đầu, lúc trong hai mắt đã tất cả đều là nước mắt, hắn vẫn là quật cường mím môi, một câu không nói, chỉ là kinh ngạc nhìn qua cái này ngôi mộ, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. a à, đột nhiên, miệng sơn cốc truyền đến một đạo nhẹ nghệ âm thanh, lăng nhất thân thể bay vụt mà vào, trong ánh mắt đều là nghi hoặc, quét mắt ngôi mộ mấy lần, nói một câu để Giang Vân Hải cùng Giang giật toàn thân dung lên một cái tuần sát xứ, cái này ngôi mộ bên trong. Không có thi thể, bên trong quan tài là không, không có khả năng. Giang Vân Hải mắt hổ bên trong tinh mang một phát bắn, quát khẽ, năm đó ta từ tay đem phu nhân an táng đi vào, 10 năm trước ta cũng tại ngôi mộ bên trên an trí cơ quan, giờ phút này cơ quan vẫn còn, chứng minh 10 năm này không ai động đậy, phu nhân di thể như thế nào lại không ở đây. Lang nhất lần nữa nhìn lướt qua, vô cùng khẳng định nói ra, tuần sát xứ, ta đã nửa chân đạp đến vào kim cương cảnh, đã có được thần thức, là tuyệt đối không có khả năng dò xét sai. Không tin người chi bằng đào mở nhìn xem, nếu như ta dò xét sai, mạo phạm phu nhân di thể, lăng nhất tự nhiên lấy cái chết tả tội. Cái này, Giang giật con người lấp lé không ngừng, có chút mê mang. Giang Vân Hải làm mai tự an táng mẹ hắn thân, phần mộ bên trên cơ quan còn không người động đậy, lăng nhất lại cực kỳ khẳng định phần mộ là không, hắn nên tin tưởng ai. Giống như trong phần mộ không có thi thể, như vậy mẹ hắn thân di thể đi đâu. chương 282, chết vẫn là không chết. Đào không đào, Giang giật trần chờ, đào mộ mộ đây là khinh nhờn người chết, bên trong vẫn là chôn lấy mẹ ruột của nàng. Nhưng lăng nhất cũng dám nói, giống như bên trong có di thể hắn tự lấy cái chết tạ tội, giang giật rất là trần chờ bất định. Giang Vân Hải cũng con người lấp lóe, lăng nhất thực lực như thế, nửa chân đạp đến vào kim cương cảnh, kim cương cảnh cường giả thế nhưng là có được thần thức, có thể vô hình dò xét. Giống như Lăng Nhất không có gạt người lời nói, vậy nói rõ bên trong thật không có di thể. Lăng Nhất hội gạt người sao? Giang giật rất nhanh quyết định, quát khẽ đào. Hắn không để cho người động thủ, mà là trước đối mộ địa dập đầu mấy cái mới tự mình động thủ, dùng tay khai quật. Giang Vân Hải ở một bên cẩn thận kiểm tra, xác định hắn an trí cơ quan nhỏ đều tại, không nhịn được càng thêm kinh nghi. Giang giật không có sử dụng nguyên lực, bằng vào hai tay chậm rãi khai quật, thân thể của hắn rất cường đại, không nói bổ ra thạch đầu, khai quật bùn đất vẫn là rất nhẹ nhàng, không bằng hắn rất là cẩn thận, từng điểm từng điểm khai quật. Ước chừng qua gần nửa canh giờ, phần mộ rốt cục đào mở, lộ ra bên trong một cái đen nhánh thiền mộc quan tài, cái này quan tài hiển nhiên rất là cao cấp, mười mấy năm qua đi, vẫn không có nửa điểm hư thối. Mẫu thân, giống như người di thể ở bên trong, xin thứ cho hải nhi vô lễ. Lên, giang giật thì thào một tiếng, nguyên lực vờn quanh một tay nắm lên quan tài, mạnh mẽ nhấc lên. Hắn chậm rãi đem quan tài để dưới đất, lúc này mới cùng giang vân hải liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia kiên định, hắn một cái tay bắt lấy quan tài, một cái tay bắt lấy nắp quan tài đột nhiên vén lên. Ba bá, bá bá, vô số đôi mắt quét tới, thanh long hoàng chiều cung phụng bọn họ sớm đã bị kinh động đến, giờ phút này tất cả mọi người hướng trong quan tài quét tới, xem xét phía dưới toàn bộ người đầy mắt kinh dị. Quan tài, quả nhiên là không, bên trong rỗng tuếch, không có cái gì, thậm chí, quan tài mở ra một khắc này, mọi người không có nghe được nửa điểm thi xú, cũng cảm giác cái này tiền quan tài thân bên trong liền là không. Cái này, cái này, cái này sao có thể, phu nhân, phu nhân di thể đi đâu rồi giang vân hải mộng đầy mắt đều là không dám tin không ngừng tại trong quan tài quét tới quét lui liên thanh lầm bầm tựa như ban ngày thấy ma di thể đi đâu rồi giang giật trong đầu hiện lên các loại khả năng hắn đầu tiên nghĩ đến chính là giang biệt ly bất quá lập tức bác bỏ giang biệt ly cũng không biết hắn tồn tại cũng không biết mẹ hắn thân đã chết như thế nào lại đến rời đi di thể trộm mộ giang giật lập tức lại nghĩ tới có người trộm mộ nhưng trộm mộ làm sao có thể đem di thể đánh cắp hơn nữa còn đem phần mộ trở về hình dáng ban đầu trộm mộ sau tuyệt đối sẽ bối rối không thôi tùy ý vùi lấp một cái đi. Cửu gia cướp đi thi thể, đây càng không thể nào, nếu như là mẹ hắn thân cửu gia, sẽ trực tiếp đem cái này phần mộ nổ thành bột mịn. Cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đánh cắp thi thể còn muốn đem phần mộ trở về hình dáng ban đầu, liền Giang Vân Hải đều không có phát hiện. Như vậy, tự chỉ còn lại cái cuối cùng khả năng. Giang giật thân thể có chút rung động, ánh mắt nhìn về phía Giang Vân Hải, nuốt một miếng nước bọt, hắn hướng lăng nhất bọn người phất phất tay, bọn hắn toàn bộ thức thời rút lui vạn trượng xa. Giang giật bốn phía quét qua, xác định không ai tại phụ cận về sau, lúc này mới run giọng nhìn qua Giang Vân Hải nói, đại gia gia, người tận mắt thấy. Mẫu thân của ta đã chết rồi sao? Giang Vân Hải hai đầu sám trắng trường mi vẩy một cái, mê mang nhìn Giang giật một chút, nói ra, thiếu chủ, người đây là ý gì phu nhân tự nhiên là chết a? À? ta tận mắt thấy, tự tay chôn đại gia gia ngươi không nên hiểu lầm ta không phải hoài nghi ngươi giang giật liền vội vàng khoát tay nói hắn trầm giọng hỏi ta ý tứ mẫu thân của ta là giả hay không chết khả năng không giả chết giang vân hải càng thêm mơ hồ hắn lắc đầu nói đoạn thời gian kia phu nhân thân thể rất kém cỏi giang biệt ly trọng thương nàng thời điểm đã người mang lục giáp bởi vì động thai khí nàng chỉ sợ ngươi có việc sở dĩ một mực không dám dùng trọng dược chữa thương chậm rãi khôi phục tại sinh hạ ngươi sau lưu lại bệnh căn một mực ho ra máu thể cốt cực kém những ngày kia ta cũng thường xuyên thấy được nàng nửa đêm ôm ngươi rơi lệ đến thiên minh nàng rời đi giang y thành sau tựu cho tới bây giờ cười qua đi về cõi tiên lúc trước đoạn thời gian càng là xuống giường đều rất khó nàng làm sao lại là giả chết lại nói nàng tại sao muốn giả chết nàng phi thường yêu ngươi lại thế nào cam lòng rời bỏ ngươi a à, giang giật cũng không hiểu hắn suy đoán y phiêu phiêu giả chết là bởi vì phệ hồn na di thuật nàng hoàn toàn có thể làm bộ chết đi, chờ Giang Vân Hải chôn nàng sau thuấn di ra. Nàng như thế thực lực cường đại, làm sao lại sinh bệnh giờ phút này nghe được Giang Vân Hải giảng thuật, Giang giật lại trần chờ bất định. Mẫu thân của ta đến cùng chết không có giống như chết rồi, nàng di thể đi đâu giống như không chết, nàng vì sao muốn giả chết nàng lại đi đâu. Giang giật trong đầu đều là nghi hoặc, việc này căn bản không có cách nào cha, mười mấy năm trôi qua, đi cái nào cha manh mối Giang Vân Hải lúc ấy xem như thiên võ thành một phương bá chủ, Trung quanh đây sự tình hắn hội không rõ ràng đã hắn lúc đó đều không làm kinh động, đi thăm dò căn bản không thể nào. Giang giật cùng Giang Vân Hải đều không nghĩ ra, hai người đem quan tài một lần nữa để đi vào, phần mộ trở về hình dáng ban đầu. Hai người đều ngồi tại phần mộ bên cạnh rơi vào trầm tư, nghĩ đến các loại khả năng, nhưng ngồi dòng dã một ngày, chờ thiên triệt để đêm đen đến hai người vẫn là không nghĩ ra. Gia Cát Thanh Vân, Thủy U Lan, cuối cùng, Giang giật con người sáng lên, hắn trầm giọng nói ra, đại gia gia, việc này chỉ có đi hỏi thăm gia các thanh vân cùng thủy u lan nhìn xem có thể hay không theo bọn hắn kia đạt được đáp án đi trước linh thú sơn học viện đi tiểu nô giờ phút này hẳn là tỉnh lại lần nữa ngồi nửa canh giờ giang giật đứng lên ra các thanh vân cùng thủy u lan nhìn cùng y phiêu phiêu rất quen bộ dáng cùng hắn tại cái này ngồi không bằng đi tìm các nàng hỏi thăm một phen tốt giang vân hải gật đầu có chút nghi ngờ hỏi thiếu chủ lão nô có thể vào học viện đi giang giật khẽ mỉm cười nói yên tâm đi ta xưa đâu bằng nay, mang một số người đi vào, học viện sẽ không nói gì gì đó. Ai, Giang Vân Hải đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt ảm đạm xuống tới, nói ra, thiếu chủ, nếu không ngươi tùy ý đem ta an trí tại một cái thành nhỏ đi. Lão nô là phế nhân, đi theo ngươi chỉ làm liên lụy ngươi, ngươi có thể có thời gian đến xem lão nô là được rồi. Nói cái gì nói, Giang giật nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói ra, đại gia gia, về sau không cho phép ngươi lại nói lời như vậy. Về sau ta đi đâu, đại gia gia liền đi đâu, ngươi là của ta đại gia gia, ông nội, hiểu không? Ừm, Giang Vân Hải nước mắt tuôn đầy mặt, nhìn thấy Giang giật thần sắc như vậy, cái gì cũng không dám lại nói. Lần nữa lên đường, vẫn là theo lòng đất đi, lần này thẳng đến Linh Thú Sơn học viện mà đi. Giang Vân Hải thân thể gần như hoàn toàn khôi phục, Giang giật lòng đang bay, đi cả ngày lẫn đêm, tại 6 ngày sau đó, rốt cục đã tới Linh Thú Thành phụ cận. Đi, lên mặt đất, Giang giật thu hồi đào một thú, để Lăng Nhất mang theo Giang Vân Hải, thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng học viện phóng đi. Người nào, linh thú sơn học viện trong núi lớn, vẫn như cũ có rất nhiều hộ vệ đang đi tuần, rất nhiều người nhìn thấy Giang giật bọn người băng băng mà tới, mà lại có 10 người, người khí thức cường đại dọa người, vội vàng dọa đến sắc mặt đại biến, kém chút trực tiếp phát tín hiệu cầu viện. Ta là Giang giật, Giang giật quát khẽ một tiếng, trên người sát lục chân ý lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp tục mang theo mọi người hướng xa xa linh thú sơn chạy như điên. Giang giật, đội tuần tra thành viên toàn bộ trợn tròn mắt, Giang giật lần trước cưới một cái cường đại linh thú trở về, lần này càng như bức, thế mà mang theo 10 tên thần du cường giả hộ vệ trở về. Giang giật không có quản mọi người kinh dị ánh mắt một đường lao nhanh, rất nhanh xông lên linh thú sơn, chờ hắn vào tới học viện Nam Đại Môn lúc, bước chân lại đột nhiên một trận, thân thể cũng rung động, trong mắt lóng lánh khắp nơi óng ánh quang mang. Học viện Nam Đại ngoài cửa trên cầu thang, giờ phút này đang ngồi lấy một tiểu mỹ nữ, tiểu mỹ nữ nhu nhu nhược nhược, hai tay nâng cầm lên, ánh mắt nhìn qua phương xa, lông mày nhíu lên, đầy mắt đều là thần sắc lo lắng, không phải Giang Tiểu Nô là ai. chương 283, đáp án, Giang Tiểu Nô không phải một người ngồi, còn có một cái mập phì tiểu mập mạp ngồi ở bên cạnh, tiểu mập mạp đang không ngừng cười làm lành lấy cùng Giang Tiểu Nô nói chuyện, Giang Tiểu Nô lại là tựa như không nghe thấy, một người nhìn qua phương hướng tây bắc bầu trời suy nghĩ xuất thần. Giang giật nuốt một miếng nước bọt, ức chế run dày thân thể, giống lớn một tiếng tiểu nô a à, giang tiểu nô mơ hồ nháy nháy mắt bên cạnh tiền vạn quán lại là thân thể cứng đờ một đôi nhỏ đến biến thành một đường nhỏ con mắt như điện quét tới mập phì mặt lập tức cười nở hoa kêu to lên lão đại người trở về giang tiểu nô rốt cuộc lấy lại tinh thần cái đầu nhỏ đột nhiên hướng giang giật chuyển đến nhìn thấy một cái quen thuộc mà xa lạ thân ảnh thân thể mềm mại run lên nước mắt không cần tiền đổ xuống mà ra nàng bay nhảy thoáng cái đứng lên hướng đem giang giật phò tới phò tới một nửa lại đột nhiên ngừng lại mở to một đôi mắt to, không ngừng đánh giá giang giật, nhẹ giọng hỏi thiếu ra, là ngươi sao tiểu nô không phải đang nằm mơ chứ. Giang giật nhếch miệng cười một tiếng, triển khai hai tay, làm một cái ôm tư thế. Giang tiểu nô không còn có chần chờ, thoáng cái lao đến, ôm thật chặt lại giang giật, mang theo tiếng khóc nức nở không ngừng kêu lên, thiếu ra, thiếu ra, thiếu ra. Giang giật ôm thật chặt tiểu nô, hơn một năm nay đến, giang tiểu nô mặc dù một mực ngủ mê man, nhưng là một mực có năng lượng đan cung ứng, thân thể ngược lại là cao lớn hơn một chút, cũng không phải một cái ngây ngô hài tử, biến thành một cái thiếu nữ xinh đẹp. Nước mắt thấm ướt giang giật một mảnh ngực, giang tiểu nô tựa hồ muốn đem một tháng này thêm lo âu và tơ vương đều hóa thành nước mắt chút xuống, giang giật cũng mặc kệ nàng, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, an ủi cái này đáng thương động lòng người tiểu thị nữ. Các loại chờ giang tiểu nô khóc đến không sai biệt lắm, giang giật hé miệng mỉm cười, nhẹ giọng nói ra tốt, tiểu nô. Thiếu gia rất cường đại, Người rốt cuộc không cần lo lắng thiếu gia, thiếu gia cũng sẽ không lại cùng ngươi chia lìa. Ngoan, đừng khóc, nhanh đi gặp quá lớn ra ra. Giang tiểu nô lúc đầu ức chế nước mắt, quay đầu nhìn thấy một cái hiền hòa lão giả đối diện nàng cười, nước mắt lần nữa đổ xuống mà ra, nhào vào Giang Vân Hải trong ngực hoa hoa khóc lớn lên. Lão đại, tiền vạn quán nhếch miệng cười một tiếng, triển khai cánh tay cùng Giang giật tới một cái gấu ôm, hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói, lão đại, người quá nghiêu, ta tiền vạn quán quả nhiên không sai người. người tiểu tử này, giang giật cười nhạt một tiếng, nhìn thấy tiền vạn quán gương mặt này không hiểu cũng cảm giác thoải mái. hắn trầm ngâm một trận, dò hỏi vô song đâu không đến học viện. tới không được, tiền vạn quán lắc đầu thở dài nói, vân phỉ bên kia giờ phút này đến mấu chốt tình trạng, làm xong vân phỉ đệ đệ có thể trở thành thái tử. vân phỉ mạch này đại thắng, làm không cẩn thận vân phỉ cùng đệ đệ của hắn đều phải chết. chiến gia sợ vô song đại ca xúc động bắt hắn cho giam lỏng hắn chỗ nào cũng đi không được cái này giang giật sắc mặt ngưng trọng lên còn người chuyển động vài vòng thấp giọng hỏi chúng ta khả năng giúp đỡ vân phỉ sao giống như có thể ta đi một chuyến thiên huyền quốc đi chớ làm loạn tiền vạn quán bị hù dọa vội vàng trịnh trọng nói ra lão đại vân hạc thế nhưng là chết trong tay ngươi vân hạc một phái kia hệ rất cường đại làm không cẩn thận hội ám sát ngươi mà lại loại này nội bộ đấu tranh ai cũng chưa hề nhúng tay vào làm không cẩn thận hội biến khéo thành vụng chúng ta chỉ có chờ tin tức, hy vọng Vân Phỉ có thể cắt nhân thiên tướng đi. Nha, Giang giật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, nhìn thấy nơi xa trong học viện rất nhiều học viện cùng đạo sư đều ở phía xa người xem, hắn cùng Giang Vân Hải cùng Giang Tiểu Nô nói ra, đại gia gia, Tiểu Nô các ngươi trước theo tiền vạn quán đi vào, lăng nhất các ngươi cũng đi vào lại mấy ngày lại trở về đi. Không được, lăng nhất chắp tay nói, đã tuần sát sứ đã an toàn đến học viện, chúng ta liền trở về phục mệnh, hy vọng tuần sát sứ sớm ngày hồi trở lại thiên tinh thành công chúa Điện Hạ rất nhớ thương người đây. Giang giật chắp tay nói, đa tạ chư vị một đường tương trợ, có thời gian ta nhất định sẽ đi thiên tinh thành. Chư vị vất vả, tuần sát sứ đại nhân khách khí, việc nằm trong phận sự, chúng ta đi. Lang nhất bọn người đồng thời kho người chắp tay hành lễ, sau đó nhanh chóng hướng phía dưới núi chạy đi, rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Đi vào trước, ta đi gặp viện trưởng, Giang giật thu tầm mắt lại, cùng Giang Vân Hải Giang Tiểu Nô dặn dò một tiếng, đang chuẩn bị hướng trong học viện đi đến. Lại nhìn thấy trong học viện từng bầy học viên đạo sư đi tới, mọi người rất nhanh tách ra ra một con đường, tề viện trưởng đẩy một cái xe lăn đi ra, ở trên xe lăn một cái lão giả già nua, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn qua giang giật nói, hoan nghênh anh hùng của chúng ta về nhà. Ba ba ba, ra cát thanh vân trước tiên vỗ tay, tề viện trưởng mấy người cũng toàn bộ vỗ tay, ngoài cửa học viện vây quanh mấy ngàn người vỗ tay, trên mặt tất cả mọi người đều là vẻ kiêu ngạo, là linh thú sơn học viện ra dạng này một tên học viên mà kiêu ngạo. Giang giật sờ lên cái mũi có chút ngượng ngùng, Gia các thanh vân mười mấy năm qua lần thứ nhất đi ra hậu viện, lại là vì nghênh đón hắn, cái này khiến hắn có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Tốt, đừng ngốc sững sờ đứng, tề viện trưởng đi an bài một chút, Giang giật ngươi đẩy ta đi vào đi. Gia các thanh vân gặp Giang giật mặt đỏ dần, cười một tiếng, hướng Giang giật vẫy vẫy tay. Cái sau vội vàng đi tới, đẩy xe lăn hướng bên trong đi đến. Ba, ba, ba. Trong học viện đều là học viên, chỉnh đề xếp thành hai hàng, toàn bộ ánh mắt cực nóng nhìn qua giang giật vỗ tay, rất nhiều nữ học viên trong mắt tỏa ra tinh tinh, một bộ hoa si chi sắc. Giang giật đầu co rụt lại vội vàng tăng tốc bước chân, đẩy ra các thanh vân nhanh chóng đi hậu viện. Đi vào ra các thanh vân viện tử, hắn cười tủm tỉm nhìn qua giang giật đột nhiên mở miệng nói, giang giật lần này ngươi làm rất tốt, toàn bộ người trong thiên hạ đều muốn cảm kích ngươi a. À. Ngươi cũng cho học viện chúng ta làm vẻ vang, ta cho ngươi một cái vinh dự phó viện trưởng như thế nào phó viện trưởng, Giang giật bị giật nảy mình, liền vội vàng khoát tay nói, viện trưởng, người đừng nói giỡn. Ta còn chưa đủ 17 tuổi, rất nhiều học viên đều lớn hơn ta, tại sao có thể làm phó viện trưởng? Mà lại ta chúc thực lực ấy hoàn toàn không đáng chú ý a, à, người hẳn phải biết. Ta thực lực chân thật không mạnh, hoàn toàn dựa vào bảo vật, không có những bảo vật này, bất kỳ cái gì một cái thần du võ giả đều có thể giết chết ta. Rất tốt, ra các thanh vân vuốt vuốt sâu ngắn khen, thắng không kiêu, bại không nản, tuổi nhỏ không ngông cuồng, giang giật người điểm ấy không tệ, có thể thanh tỉnh nhận biết mình sở trường cùng không đủ mới có thể đi được càng xa. giang giật vuốt cam nói, ta lần này trở về chuẩn bị tại học viện bế quan một đoạn thời gian, đem sở hữu thiên thạch luyện hóa, tranh thủ đột phá thần du cảnh lại nói, bảo vật tóm lại không phải vương đạo, bản thân thực lực tăng lên mới là chính đồ. đúng thế, gia các thanh vân cũng nghiêm mặt nói, thần du võ giả chỉ có thể coi là được có chút thành tựu, thật muốn sừng sững đỉnh phong thì nhất định phải cảm giác ngộ thiên đạo, đạt tới kim cương cảnh. cảm ngộ không được thiên đạo, cả một đời đều chỉ có thể là cái phàm nhân, cảm ngộ thiên đạo mới có thể phá toái hư không, thành tựu chân thần. chân thần vật kia thật tồn tại trong lịch sử cũng chỉ là đi ra mấy tên thiên quân cường giả a. À. giang giật cảm khái một câu, lập tức trầm giọng nghiêm mặt nói ra: viện trưởng, người cùng ta mẫu thân quen biết sao ta đi nàng trong mộ địa bái tế, ngoài ý muốn phát hiện nàng mộ địa là một tòa uổng phí một phần, bên trong cũng không có di thể. Giang giật kỹ càng đem y phiêu phiêu mộ địa sự tình nói một lần, ra các thanh vân nghe trong con người tinh quang lấp lánh không ngừng, hai đầu thưa thất lông mày, cũng chăm chú nhân lại. Sau khi nghe xong hắn rơi vào trầm tư, cuối cùng lắc đầu nói ra, ta và ngươi mẫu thân cũng không quen, chỉ là không đánh nhau thì không quen biết mà thôi. Việc này ta cũng không tốt phán định, người trước tiên ở học viện bế quan một đoạn thời gian đi, chờ ngươi đột phá thần du cảnh, ngươi đi tinh vẫn đảo một chuyến, có lẽ sẽ có người muốn đáp án chương 284, đi sâu trong núi lớn. Gia Cát Thanh Vân không hiểu rõ y phiêu phiêu tình huống, cái này khiến Giang giật có chút thất vọng. Tinh vẫn đảo ở xa ngàn vạn dặm bên ngoài, còn muốn phiêu dương qua hải, Giang giật trong khoảng thời gian này ở bên ngoài bôn ba, thân thể cùng tâm đều rất mệt mỏi, tăng thêm một lòng muốn tu luyện, thời gian ngắn cũng không muốn đi ra ngoài, chỉ có thể chờ đợi về sau tu luyện đến bình cảnh lại đi tinh vẫn đảo. Đúng rồi, Gia Cát Thanh Vân đột nhiên nhớ tới cái gì, trịnh trọng nói ra, Giang giật, Người có thời gian, đi một chuyến ba vạn sâu trong núi lớn, ở trước mặt bái tả thoáng cái yêu hậu, lần này yêu hậu đối người có đại ân, mà lại như thế một cái núi dựa cường đại, người muốn tóm chặt lấy. Vị này, thế nhưng là trước mắt đại lục vô địch tồn tại, ba vạn sâu trong núi lớn, giang giật đôi mắt co rụt lại, nghi hoặc nói ra, ta xông vào sâu trong núi lớn, sẽ không bị yêu thú xé. Ha ha, ra các thanh vân khoát tay áo nói, người tại đại sơn bên ngoài lại có nguy hiểm, chân chính đến sâu trong núi lớn ngược lại sẽ an toàn vô cùng. Yêu vương linh trí nhưng so sánh nhân loại, hơn nữa còn hội ngôn ngữ của nhân loại. Nghe nói người cùng cái kia tiểu hồ ly quan hệ không tệ như vậy ngươi đi vào tụ tuyệt đối an toàn. a à nha, Giang giật nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là có chút trần chờ một người độc sông ba vạn sâu trong núi lớn cái này sợ là Thủy U Lan cũng không dám đi, một cái không tốt, coi như hải cốt không còn. Tốt, ngươi trở về đi, tề viện trưởng sẽ cho các ngươi làm cái đơn độc sân rộng khác đừng cự tuyệt hào hào tu luyện coi như nơi này là nhà của mình tốt ta sống không có bao nhiêu năm giống như ngươi có thể đột phá kim cương cảnh ta sẽ đem viện trưởng chi vị truyền cho ngươi tề viện trưởng các nàng đời này là không có hy vọng ngươi phải cố gắng ha gia cát thanh vân nhàn nhạt nói vài câu một mình chuyển động xe lăn vào trong phòng lưu lại một cái giả nua bóng lưng giang giật lặng lẽ nhìn qua gia cát thanh vân đi vào một lúc lâu sau mới quay người đi ra phía ngoài bên ngoài sớm có một vị đạo sư chờ người cùng giang giật nói ra giang giật đi xem một chút nhà mới của ngươi đi ngay tại bắc viện bắc viện giang giật sờ lên cái mũi đi theo đạo sư hướng phụ cận đi đến vòng qua bảy tám cái viện tử rất mau vào một cái siêu cấp xa hoa trong đại viện viện này rõ ràng là phó viện trưởng cấp bậc ở trạch viện bên trong tráng lệ rộng rãi xa hoa các loại trang trí đồ dùng trong nhà đều là có sẵn cũng là mới tinh hẳn là gia cát thanh vân đã sớm ra hiệu tề viện trưởng an bài tốt trong sân rất nhiều người các vị phó viện trưởng đều tại, còn có một số cường đại đạo sư cũng tại, các học viên ngoại trừ tiền vạn quán cũng không có tư cách vào đây. Ghim đáng yêu bím tóc sừng dê giang tiểu nô, vừa nhìn thấy giang giật đi tới, lập tức ngòn ngọt cười, bước nhanh đi ra kéo tay của hắn kêu lên, thiếu ra, mau đến xem xem chúng ta nhà mới. Giang giật hướng phía các vị phó viện trưởng cảm kích nhẹ gật đầu, ra các thanh vân cái này an bài không tệ, giang vân hải cùng giang tiểu nô ở tại nơi này, vạn nhất giang giật có việc ra ngoài, hoàn toàn không cần lo lắng hai người an toàn. Chỉ cần ra các thanh vân không chết, liền không có bất luận kẻ nào có thể tổn thương các nàng, tương đương với cho Giang giật giải quyết nỗi lo về sau. Đi thăm thoáng cái viện tử, Giang giật rất là hài lòng, viện này rất rộng, có hơn 10 gian phòng, trọng yếu nhất chính là còn có đơn độc tính tu thất. Đây quả nhiên là phó viện trưởng cấp bậc mới có thể hưởng thụ đãi ngộ, đều không cần đi nam viện, trực tiếp ở nhà liền có thể tu luyện. Vạn quán, người cũng chuyển vào đến lại đi. Giang giật nhìn lướt qua tiền vạn quán đột nhiên mở miệng nói, tiền vạn quán lập tức mặt mày hớn hở liên tục gật đầu, tề viện trưởng bọn người tự nhiên cũng sẽ không xảy ra âm thanh ngăn cản, chút chuyện nhỏ này không có khả năng đi Phật Giang giật mặt mũi. Sự tình an bài không sai biệt lắm, tề viện trưởng bọn người tuần tự rời đi, tiền vạn quán cũng bắt đầu sắp xếp người khuân đồ vào đây, mấy canh giờ sau còn thế mà còn điều đến hai tên thị nữ, cùng hai vị đầu bếp, để Giang giật rất là sợ hãi thán phục năng lượng của hắn. Nhìn thấy tiền vạn quán người, dòng dã rời nửa canh giờ còn không có dừng lại, Giang giật không chỉ có ngượng ngùng hỏi, vạn quán, người cái này bao lớn bao nhỏ đi nơi này chuyển, chẳng lẽ chuẩn bị một mực tại cái này ở lâu không trở về Vương Thành đi? Trở về làm gì, tiền vạn quán nhếch miệng cười một tiếng, nói, Vương Thành ta cũng không được hoan nghênh, cùng hắn trở về bị khinh bỉ, không bằng tại cái này dễ chịu đợi mấy năm. Mấy năm, Giang giật có chút ấy náy nói ra, là ta liên lụy ngươi, ngươi mấy năm không quay về, người thiếu tộc trưởng này vị trí có thể hay không bất ổn, hắc hắc tiền vạn quán tự ngạo nói ra lão đại người chớ xem thường người ta có thể toàn quyền phụ trách đại hạ quốc thiên huyền quốc thánh linh quốc sở hữu thương hội sự tình tại học viện này bên trong ta cũng như thế có thể nhẹ nhõm điều khiển trưởng quản tam quốc tất cả thương hội lợi hải sang giật dơ ngón tay cái lên tiền ra cụ thể có bao nhiêu thương hội hắn không biết bất qua tiền ra một cái như thế quái vật khổng lồ tại đại lục chiếm cứ vạn năm xúc tu khẳng định kéo dài đến đại lục mỗi một hẻo lánh tiền ra bên ngoài sản nghiệp tự vô số kể vụng trộm so như dòng nguyên thương hội như thế sản nghiệp còn có bao nhiêu ai cũng không biết, sợ là chỉ có tiền ra cao tầng mới biết được. Tiền vạn quán có thể trưởng quản tam đại các nước chư hầu sản nghiệp, không cần phải nói địa vị của hắn tại tiền gia phi thường ổn định, đây cũng là năng lực thể hiện, cái này nếu để cho Giang giật để ý tới, khẳng định loạn thành nhất đoàn hỏng bét. Giang giật nhàn nhã tại linh thú Sơn học viện ở, chuẩn bị luyện hóa thiên thạch, quốc chiến đệ nhất hắn đạt được năm mai thiên thạch, đưa cho tô như tuyết hai cái, hắn muốn đem còn lại ba cái thiên thạch luyện hóa. Liên quan tới tô như tuyết sự tình, giang giật không có hướng tiền vạn quán nghe ngóng, đã hai người đã không có có thể cùng một chỗ, lại đi nghe ngóng thì có ích lợi gì nghe được càng nhiều, giang giật tâm liền sẽ càng đau. Tiền vạn quán cũng rất hiểu vị, không có đề cập một câu, tô như tuyết giờ phút này mặc dù còn tại hạ vũ thành, nhưng hai quốc liên nhân đã thành, việc này ai cũng không thể nào nghịch chuyển, đại hạ quốc giờ phút này thụ trọng thương, lại không dám hối hôn, tiền vạn quán không hy vọng Giang giật lại đi đối kháng thần võ quốc. Thần võ quốc trong khoảng thời gian này cũng rất bình tĩnh, biết rõ Giang giật tại linh thú Sơn học viện, cũng không có phái người để linh thú Sơn học viện giao ra Giang giật loại hình. Đại hạ quốc thánh linh quốc các loại chờ còn lại các nước chư hầu cũng rất bình tĩnh, trải qua yêu thú bạo động, nhân loại cần ngắn ngủi bình tĩnh, ai dám tại lúc này bốc lên chiến tranh, vậy sẽ là đại lục công địch. Thanh Long Hoàng Triều ngược lại là phát ra một cái thông cáo, nghiêm khắc khiển trách bắt cóc tiểu hồ ly chủ sử sau màn, đồng thời xuất ra 10 cái thiên thạch các loại chờ ban thường, hiệu triệu đại lục con dân tìm ra phía sau màn thủ phạm, cùng chu diệt. Cái này thông cáo rất là thuận theo dân tâm, dù sao nhân loại ở giữa chiến tranh làm sao tới đều được, nhưng mượn nhờ yêu thú chi lực, chu diệt nhiều như vậy quân đội cùng bình dân, đây chính là bốc lên thiên hạ chi lớn không vì, là nhân loại công địch. Đại Hạ Quốc Thánh Linh Quốc cũng rất nhanh phát ra treo thưởng, tìm kiếm phía sau màn thủ phạm, còn lại mấy đại các nước chư hầu cũng phát ra treo thưởng toàn bộ dùng ngòi bút làm vũ khí ngôn từ chuẩn xác đương nhiên kỳ thật rất nhiều người đều tin tưởng cái này phía sau màn thủ phạm là không thể nào tìm tới có thể vải lớn như thế cục có thể điều động tám tên thần du thất bát trọng cường giả cái này phía sau màn thủ phạm thế lực khẳng định rất lớn tám người này tự sát như thế dứt khoát quả quyết hiển nhiên việc này đã trải qua tinh vi mưu đồ tự nhiên không có khả năng lưu lại nửa điểm chứng cứ lần hạo kiếp này nhất định để đại lục con dân vạn thế ghi khắc chết hơn một triệu người thành trì bị hủy diệt mấy vạn tòa trong đó tổn thất nghiêm trọng nhất là đại hà quốc không chỉ có chết đi mấy chục vạn đại quân duy nhất kim cương cảnh cường giả còn bị diệt quốc lực đại giảm triệt đề tại lục đại trong các nước chư hầu hàng chót thánh linh quốc lần này cũng tổn thất nặng nề bắc mãng quốc tốt hơn một chút mặc dù thành trì bị hủy diệt vô số nhưng quân đội không chết cái gì thanh long hoàng triều thiên tinh thành mặc dù bảo vệ nhưng ẩn tàng thực lực toàn bộ bị buộc ra, cường giả tử thương cũng vượt qua một nửa. Đại lục mặc dù giờ phút này rất bình tĩnh, nhưng thế lực cân bằng đã phá vỡ, rất nhiều cường giả rất là lo lắng. Cái này cho thấy bình tĩnh nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ bị đánh phá, Lang Yên cũng rất biết quét sạch toàn bộ đại lục. Chương 285, tiểu nô thể chất khác hẳn với thường nhân. Cái này thiên thạch ta làm như thế nào luyện hóa? Giang giật ngồi tại viện tử của mình tĩnh tu trong phòng, có chút mê mang thiên thạch phương pháp luyện hóa hắn hiểu, vấn đề là. Hắn đan điền biến dị, cái này thiên thạch còn có thể luyện hóa sao? Hắn nghĩ trở lại linh thú sơn học viện, nghĩ tiềm tu một đoạn thời gian, có một cái rất nguyên nhân chủ yếu, liền là muốn làm hiểu chính mình trong đan điền chín khỏa kỳ dị tinh thần. Thiên thạch bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, giống như trước kia đan điền không biến dị, những năng lượng này đều sẽ bị tử phủ hấp thu. Tử phủ không còn, những năng lượng này tiến vào đan điền cất giữ trong cái nào. Thử một chút đi, Giang giật suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định thử một chút lại nói, hắc sắc nguyên lực đã có thể tại chín khỏa tinh thần bên trong chứa đựng, cái này thiên thạch năng lượng chắc hẳn cũng có thể tồn tại tinh thần bên trong. Ông, hỏa linh châu sáng lên, hắn lấy ra một cái hộp ngọc, mở hộp ngọc ra lấy ra một viên màu trắng chân châu thiên thạch trong thân thể của hắn hắc sắc nguyên lực rất nhanh bừng lên chậm rãi bao lũng thiên thạch a à, hắc sắc nguyên lực bao khỏa thiên thạch trong nháy mắt cả mai thiên thạch quang mang lóe lên một cỗ tinh khiết năng lượng khổng lồ lập tức theo giang giật tay tiến vào thân thể của hắn tại hắn trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới như một đầu tuyển đề dòng lũ mãnh liệt dâng trào tốt năng lượng cường đại giang giật vội vàng không dám phân tâm hết sức chuyên chú dẫn đạo cái này năng lượng ở trong kinh mạch du tẩu nhanh chóng hướng trong đan điền dũng mãnh lao tới cái này năng lượng như thế cường đại một cái không tốt kinh mạch thế nhưng là hội bắn nổ năng lượng rất mau tiến vào đan điền giang giật có chút mờ mịt không biết nên như thế nào dẫn đường đúng lúc này, để Giang Giật toàn thân chấn động dị biến phát sinh. Trong đan điền chín khỏa tinh thần đồng thời phát sáng lên, bắt đầu tự động hấp thu trong đan điền tinh khiết năng lượng, mà lại tốc độ hấp thu phi thường nhanh. Cái này, Giang Giật bị hù dọa, trước kia hắn luyện hóa hỏa linh chi, hỏa linh chi cần đặc thù luyện hóa biện pháp chuyển hóa, cái này thiên thạch phương pháp luyện hóa cũng cần tử phủ phối hợp chuyển hóa, cái này chín khỏa tinh thần không chỉ có không cần chuyển đổi, ngược lại trực tiếp hấp thu năng lượng. Giang giật lập tức thấy bên trong thoáng cái chín khỏa tinh thần, phát hiện những năng lượng kia quả nhiên đều tự động chuyển hóa thành hắc sắc nguyên lực, không nhịn được nội tâm hãi nhiên, đồng thời cũng tinh thần đại chấn. Thiên thạch luyện hóa vô cùng phiền phức, dựa theo tiền vạn quán cho tư liệu, luyện hóa cần từng điểm từng điểm chuyển đổi, sở dĩ mỗi lần một ngày thạch luyện hóa đều cần 10 ngày nửa tháng. Giang giật trực tiếp đều không cần chuyển hóa, chín khỏa tinh thần chính mình làm xong. Cái này khiến hắn ít đi rất nhiều phiền phức, cũng hoàn toàn không cần ưu tâm, trực tiếp luyện hóa thiên thạch, đem năng lượng liên tục không ngừng chuyển vào đến là đủ. Mặc dù như thế, Giang Giật vẫn là không thể không cẩn thận từng ly từng tí, không dám luyện hóa quá nhanh, bởi vì thiên thạch năng lượng quá to lớn, cảnh giới của hắn quá thấp, kinh mạch cũng quá yếu đi, không chịu nổi quá lớn dày vò. Thiên thạch rất nhỏ, nhưng mỗi lần Giang Giật đều chỉ dám luyện hóa một chút xíu, một phần vạn dáng vẻ, sở dĩ tại hắn đem cái thứ nhất thiên thạch hoàn toàn luyện hóa về sau, thời gian đã qua 5 ngày cái này thiên thạch năng lượng xác thực quá to lớn, cái này một viên thiên thạch đoán chừng bù đắp được ta trước kia toàn lực tu luyện nửa năm A. Giang giật âm thầm sợ hãi thán phục, thấy bên trong thoáng cái chín khỏa tinh thần bên trong, phát hiện bên trong năng lượng màu đen đều tăng lên rất nhiều. Để hắn rất là hoang mang chính là, hắn luyện hóa nhiều như vậy năng lượng, nhưng hắn hoàn toàn không biết mình đạt đến cảnh giới gì, bởi vì hắn cùng khác võ giả căn bản không giống. Mặc kệ nó, trước suốt quan đi, quay đầu đi luyện công phòng kiểm tra một chút lực lượng năm ngày năm đêm không có ăn uống gì, mặc dù một mực tại thu luyện, có năng lượng bổ sung thân thể, không đến mức quá hư nhược. Hắn trước khi bế quan cũng nuốt một viên bổ sung thể lực đan dược, nhưng vẫn là đói đến oa oa gọi. Hắn đi ra tính thu thất, bên ngoài Giang Tiểu Nô đang ngồi ở trong phòng khách ngẩn người, nhìn thấy Giang giật sau lập tức nhảy dựng lên, kinh nghi nói ra, thiếu ra, ngươi làm sao suốt quan không phải nói muốn 10 ngày sao? Giang giật bưng lên trên bàn nước trà uống mấy chén, ngoắc nói, Tiểu Nô, đừng hỏi nhiều như vậy, đi làm ăn chút gì tới. Tốt, thiếu gia, người chờ chút a. À. Giang tiểu nô vội vàng đi ra ngoài, rất nhanh bắt đầu vào đến một chút cháo loáng, lo lắng nói ra, thiếu gia, người chớ ăn đồ nhiều dầu mỡ, ăn trước điểm cháo lót dạ một chút đi. Giang giật bưng lên cháo loáng ăn như hổ đói bắt đầu ăn, liền ăn ba chén lớn, trong bụng cảm giác đói bụng mới không có mãnh liệt như vậy. Xa xa xa, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, tiền vạn quán cùng Giang Vân Hải đi đến, tiền vạn quán đôi mắt sáng lên, kêu to lên, oa, lão đại người quả nhiên là thần nhân a, à, thế mà năm ngày tựu suốt quan người luyện hóa một viên thiên thạch. Giang giật nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Giang Vân Hải, hỏi, vạn quán, hỏi liêu Đại sư không, ta đại gia gia trong đan điền khôi phục sao? Tiền vạn quán lắc đầu, Giang Vân Hải khẽ cười nói, thiếu chủ, không có chuyện gì. Lão nô tuổi đã cao, cũng không sống nổi quá lâu, coi như tu luyện cũng không có khả năng có đại thành tựu, đan điền có thể hay không phục hồi như cũ cũng không quan hệ. Ai? Giang giật khe khẽ thở dài, đan điền hủy đi, võ giả tự biến thành phế vật, thiên gia trị liệu sư đều không có cách, xem ra Giang Vân Hải cái này đều không có cách nào khôi phục. Tiểu nô, người nuôi lớn ra ra trở về phòng nghỉ ngơi, ta cùng lão đại nói chút chuyện. Tiền vạn quán đột nhiên mở miệng nói, Giang tiểu nô kinh ngạc nhìn hắn một chút, rất ngoan ngoãn mang theo Giang Vân Hải vào phòng bên trong. Giang giật ánh mắt khóa chặt tiền vạn quán, gặp hắn sắc mặt ngưng trọng, liên thanh dò hỏi, đã xảy ra chuyện gì? không có việc lớn gì ra ngoài nói đi tiền vạn quán đi ra phía ngoài đi đến bên ngoài viện mới nhỏ giọng cùng giang giật nói ra lão đại kỳ thật có chuyện ta che giấu ngươi liêu đại sư mấy tháng trước cho tiểu nô trị liệu lúc hắn nói một câu tiểu nô thể chất khác hẳn với thường nhân nói một cách khác thể chất của nàng cùng đại lục nhân loại hoàn toàn khác biệt muốn chúng ta đề phòng điểm có ý tứ gì giang giật hồ nghi nháy nháy mắt không hiểu nói ra tiểu nô bất đồng nơi nào tại loài người nàng cùng nữ hài tử khác cái nào điểm khác biệt coi như không giống với nhân loại đại lục không phải có rất nhiều đặc thù chủng tộc sao tiểu nô liền xem như đặc thù chủng tộc cũng không có gì lớn a à? không phải tiền vạn quán cũng rất mơ hồ nói ra cụ thể ta cũng không biết nghe liêu đại sư ý tứ cảm giác tiểu nô không giống nhân loại bình thường cũng không phải đặc thù chủng tộc ai ta cũng không rõ lắm nếu không ngươi đi hỏi một chút liêu đại sư a à? không hỏi Giang giật cười nhạt một cái nói, ta mặc kệ tiểu nô là trùng tộc gì, nàng mãi mãi cũng là muội muội của ta, lui một vạn bước nói nàng liền xem như yêu thú, thì thế nào ta cùng tiểu hồ ly đồng dạng có thể làm bằng hữu việc này ngươi chớ để ý. a à nha, tiền vạn quán nhẹ gật đầu, Giang tiểu nô cùng Giang giật từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, hai người tình như huynh muội đừng nói chỉ là liêu đại sư một câu, coi như tiểu nô thật là cái gì đặc thù chủng tộc, dùng Giang giật cùng Giang tiểu nô tình cảm, hai người cũng sẽ không để ý không nói, ta đi trước kiểm tra một chút lực lượng, quay đầu tiếp tục luyện hóa thiên thạch. Giang giật khoát tay áo, hoàn toàn không có để ý, trực tiếp hướng Nam Viện đi đến. Nam Viện có phòng luyện công, có thể nhẹ nhõm khảo thí ra võ giả lực lượng, cũng có thể chính xác phán định võ giả thực lực. Đo cái gì lực lượng đạt tới cảnh giới gì, chẳng phải có thể tin tưởng biết mình lực lượng sao tiền vạn quán gãi đầu một cái, mơ hồ phòng nghỉ trong phòng đi đến. chương 286, địch tập. Dầm dầm dầm, Nam Viện một cái trong phòng luyện công, Giang giật hắc sắc nguyên lực vận chuyển đột nhiên hướng trên vách đá đập tới, trên vách đá lập tức hắc sắc quang mang lấp lánh không ngừng, quang mang trọn vẹn lóng lánh mấy chục hơi thở thời gian mới bình tĩnh lại. 50 lần 50 mã chi lực làm sao có thể? Giang giật yên lặng tính toán hắc quang lấp lánh số lần, đầy mắt kinh dị, cái này hắc quang lóng lánh 50 lần, tương đương với hắn có được 50 mã chi lực. Chú đỉnh cảnh đỉnh phong có được cửu mã chi lực, tử phủ cảnh nhất trọng có được 10 mã chi lực, từ phủ cảnh giới nhị trọng thì có được 20 mã chi lực, từng bước tăng lên, 50 mã chi lực là tử phủ cảnh ngũ trọng mới có thể có lực lượng. Hắn ban đầu cảnh giới tại tử phủ cảnh nhị trọng, bình thường hắn chỉ có 20 mã chi lực, coi như hắc sắc nguyên lực có thể tăng phúc lực lượng, nhưng có thể đạt tới 30 mã chi lực đã đáng quý, lại đạt đến 50 mã chi lực giải thích duy nhất. Cảnh giới của hắn tăng lên rất nhiều, chỉ ít có thể so tử phủ cảnh tứ trọng võ giả. Một viên thiên thạch gia tăng hai cái cảnh giới, giang giật âm thầm tắc lưỡi, Mặc dù thiên thạch chân quý dị thường, là cấp cao nhất tu luyện linh thạch. Thiên thạch cũng phi thường chân quý, một viên thiên thạch có thể đổi mấy cái thiên khí hắn cũng đã được nghe nói. Lăng tuyết còn nói qua, giống như hắn luyện hóa năm mai thiên thạch đều có thể đạt tới thần du cảnh, nhưng không nghĩ tới thật như vậy như xoa. Khó trách Thanh Long Hoàng Triều có được nhiều như vậy thần du cường giả. Giang giật cảm khái, Thanh Long Hoàng Triều có thiên tài địa bảo nhiều lắm, chỉ bằng mượn thiên thạch liền có thể không ngừng bồi dưỡng ra thần du cường giả giống như không phải lần này yêu thú bạo động, sợ là lại cho Thanh Long Hoàng Triều tích xúc mấy trăm năm lực lược, bọn hắn thần du cường giả sẽ càng nhiều, phải biết thần du cường giả thọ nguyên thế nhưng là có thể đạt tới 300 năm A. Thanh Long Hoàng Triều lấy ở đâu nhiều như vậy thiên thạch? Một cái nghi vấn tại giang giật trong đầu vần quanh, thiên thạch nghe nói là trời cao ban cho thần thạch, cửu thiên chi thượng rơi xuống. Lời giải thích này giang giật nhưng thật ra là không tin tưởng, giống như dưới 9 tầng trời rơi xuống, như vậy những cái kia siêu cấp gia tộc khẳng định sẽ có được một chút a à, dù sao thiên thượng rơi xuống cũng không phải cố định rơi vào thiên tinh thành. Khoáng mạch, Giang giật nghĩ đến một cái có thể, nói không chừng thanh long hoàng chiều khống chế một đầu to lớn khoáng mạch, còn lại lục đại các nước chư hầu khẳng định cũng có khoáng mạch, bất quá tuyệt đối không có thanh long hoàng chiều khống chế đầu kia lớn. Loại này khoáng mạch là hoàng thất cùng lục đại chư hầu quốc vương thất mệnh căn tử, sở dĩ những cái kia siêu cấp thế gia mới không có tư cách nhúng chàm. Ta đến cùng tính là cái gì cảnh giới? Giang giật mơ hồ, hắn hắc sắc nguyên lực vận chuyển, thân thể đang luyện công trong phòng hóa thành đạo đạo tàn ảnh bắt đầu đi loanh quanh, đi vài vòng sau hắn mới ngừng lại được, nghi hoặc thở dài. Tốc độ của ta hẳn là miễn cưỡng có thể so sánh từ phủ cảnh tứ trọng a lực lượng lại nhưng so sánh từ phủ cảnh ngũ trọng. Mặc kệ, tiếp tục trở về luyện hóa. Đem còn lại hai cái thiên thạch luyện hóa lại nói, nhìn xem cái này chín khỏa tinh thần toàn bộ bị hắc sắc nguyên lực tràn ngập, sẽ có hay không có cái gì dị biến. Giang giật trầm ngâm một phen, nhanh chóng đi ra phía ngoài. Tại Nam Viện gặp rất nhiều linh thú sơn học viện học viên, toàn bộ người nhìn thấy Giang giật tới, đều cung kính đứng ở một bên, trong đôi mắt đều là cực nóng, để Giang giật luôn có một loại bị người xem như quái vật xem cảm giác. Trở lại chính mình trong sân nghỉ ngơi mấy ngày, Giang giật lại bế quan, 5 ngày sau lần nữa xuất quan, khí tức trên thân rõ ràng có thể cảm giác mạnh mẽ hơn không ít. Lão đại, Ngươi làm sao không tại lăng tuyết công chúa kia thêm yếu điểm thiên thạch bằng vào ngươi đối hoàng triều cống hiến, nàng cho ngươi một hai trăm mai thiên thạch cũng là nên, oa ca ca. Nếu là có một hai trăm mai thiên thạch, ngươi cũng có thể trực tiếp tu luyện tới thần du đỉnh phong. Tiền vạn quán cảm nhận được giang giật khí thức mạnh lên, hưng phấn kêu to lên, đối với hắn mà nói, giang giật càng mạnh càng tốt, chỉ ít hắn ngày sau bị người chặt, giang giật có thể giúp hắn báo thù không phải. Giang giật im lặng trợn nhìn tiền vạn quán một chút, hắn coi là thiên thạch là cải trắng sao mới mở miệng liền là một hai trăm mai bất quá giang giật nếu là mở miệng không nói một hai trăm mấy chục mai thiên thạch lăng tuyết hẳn là sẽ cho hắn chỉ là hắn một khi cầm cái này mấy chục mai thiên thạch hắn liền sẽ cùng thanh long hoàng chiều chiếc này chiến xa buộc chung một chỗ trước mắt hắn cũng không có làm tốt đầu nhập vào bất kỳ bên nào thế lực quyết định một hai trăm mai thiên thạch giang giật nghĩ đến một vấn đề hỏi thăm về đến cái này thiên thạch như thế năng lượng cường đại tu luyện tới thần du đỉnh phong mười mấy mai thiên thạch đã đủ rồi làm sao lại cần một hai trăm mai. Lúc này đến phiên tiền vạn quán bó tay rồi, ngồi bên cạnh Giang Vân Hải cười giải thích nói, thiếu chủ, thần du cảnh cần năng lượng thế nhưng là so tử phủ cảnh giới nhiều gấp bội, mà lại càng tu luyện tới đằng sau càng khó, nếu không theo người tính như vậy. Thanh Long Hoàng Triều thần du cường giả tối đỉnh sợ là đi đầy đất. Nguyên lai like là dạng này, Giang giật thoải mái, hắn phân chấn nói ra, nghỉ ngơi hai ngày, quay đầu đem cuối cùng một viên thiên thạch cũng luyện hóa, thực lực đoán chừng còn có thể tiến bộ rất nhiều. Giang Vân Hải bàn giao, thiếu chủ đừng như vậy đuổi, nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, liên tục luyện hóa linh dược linh thạch, sẽ để cho thân thể chịu không được. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Giang giật trở lại linh thú Sơn học viện đã dòng dã một tháng, ba cái thiên thạch toàn bộ luyện hóa hoàn tất, lực lượng của hắn đạt đến 90 mã chi lực, nhưng so sánh từ phủ cảnh đỉnh phong, tốc độ cũng có thể so tử phủ cảnh thất trọng, phòng ngự. Thì nhưng so sánh tử phủ cảnh tam trọng võ giả, tốc độ phản ứng nhưng so sánh tứ ngũ trọng võ giả giang giật đan điền biến dị sở dĩ hắn cũng lộn xộn cũng không biết thực lực mình đạt tới cái gì cấp bậc võ giả luyện hóa thiên thạch đây là tốc thành dựa vào thiên tài địa bảo nhanh chóng tăng thực lực lên dạng này tăng lên hậu quả liền là giang giật như vậy nguyên lực dâng trào lực lượng cường đại nhưng tốc độ di chuyển cùng tốc độ phản ứng yếu ớt nhục thể phòng ngự yếu hơn bởi vì hắn không phải làm gì chắc đó từng bước một tăng lên cảnh giới tăng lên quá nhanh nhục thể không có đi qua thời gian dài nguyên lực bổ dưỡng ôn dưỡng tự nhiên rất yếu sở dĩ đằng sau một đoạn thời gian giang giật một mực tại tu luyện vững chắc cảnh giới giang tiểu nô cùng giang vân hải cũng tại linh thú sơn an tâm ở bởi vì giang giật trong học viện người đối hai người đều rất khách khí như là người nhà tiền vạn quán thường xuyên thần long thấy đầu mà không thấy đuôi hắn trưởng quản lấy tam quốc thương hội giang giật cũng không đủ là lạ cũng không quan tâm đến nó an tâm tu luyện bành một ngày này lúc nửa đêm linh thú sơn phụ cận bầu trời từng mai từng mai pháo hoa đột nhiên tỏa ra, đem trong học viện tất cả mọi người cả kinh từ trong mộng bừng tỉnh, giang giật tại tĩnh tu trong phòng cũng đột nhiên mở to mắt. Đạn tín hiệu địch tập, hắn nháy nháy mắt, thân thể bắn lên, vừa xông ra tĩnh tu thất, nhìn thấy tiền vạn quán kéo quần lên quần áo không chỉnh tề vọt ra, hai người liếc nhau đều âm thầm kinh hãi, tiền vạn quán quát khẽ lưu lão, tình huống như thế nào. Hưu, tiền vạn quán thần du ám vệ chuồn vào đây, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, còn không biết, bất quá đây là khẩn cấp nhất tín hiệu cầu viện, hẳn là có rất địch nhân cường đại công kích. Hiu hiu hiu, trong hậu viện vô số bóng người bắn tới, tề viện trưởng bọn người bằng nhanh nhất tốc độ hướng học viện bên ngoài phóng đi. Giang giật cắn răng, thân thể đi theo hướng ra phía ngoài chạy đi, cùng tiền vạn quán quát khẽ nói, vạn quán, nhìn một chút tiểu nô cùng ta đại gia ra, ta đi xem một chút. Đều không cần kinh hoàng, không có địch nhân tiến công. Đúng lúc này, một giọng già nua vang lên, để trong học viện bạo động thoáng cái an định xuống tới, Gia Cát Thanh Vân đã nói như vậy, vậy khẳng định không có đại sự. Giang giật bước chân dừng lại, không biết là đi ra xem một chút, vẫn là trở về, lúc này trong tai lại đột nhiên vang lên Gia Cát Thanh Vân truyền âm, Giang giật, người hạ sơn một chuyến, cái kia tiểu hồ ly mang theo hai cái yêu vương ngay tại dưới núi, đoán chừng là tới tìm ngươi. Chương 287, yêu hậu triệu kiến, tiểu hồ ly, Giang giật trong đầu hiện ra một tấm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, dưới khóe miệng ý tứ nở nụ cười, hắn hướng ra các thanh vân viện tử nhìn một cái, bước nhanh hướng học viện bên ngoài đi đến. Hưu, còn không có ra học viện đại môn, đằng sau đột nhiên vang lên một tràng tiếng xé gió, Giang giật quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy đúng là một khối đưa tin dùng màu xanh ngọc phù, cùng tề viện trưởng cầm không sai biệt lắm, vội vàng một tay tiếp được. Đây là đưa tin ngọc phù, người dùng nguyên lực luyện hóa sau liền có thể cùng ta đưa tin, ta đoán chừng hẳn là yêu hầu tìm ngươi. Nếu như là, ngươi yên tâm đi một chuyến đi, đại gia ngươi ra cùng tiểu nô tựu an tâm ở tại trong học viện. Ra các thanh vân thanh âm lần nữa chuyển đến, Giang giật nhẹ gật đầu, lao nhanh ra học viện, hướng phía dưới núi phóng đi. Chi chi, đôi ánh trăng, Giang giật quả nhiên thấy hai cái cao đại yêu vương đứng sừng sững ở một cái núi nhỏ chi đỉnh, một cái huyết hồng sắc gấu thủ mình sư tử yêu thú trên bờ vai, một cái đáng yêu tiểu hồ ly đối diện hắn réo lên không ngừng, đôi mắt nhỏ đều chỗ ngoặt có thể vành trăng khuyết, phía sau ba đầu xinh đẹp cái đuôi có chút lay động, hiển nhiên nhìn thấy Giang giật rất là vui vẻ vui vẻ. Đại nhân, đại nhân, ta là tiểu phỉ A, ta tới tìm ngươi chơi. Các loại chờ Giang giật bay vụt mà xuống tới gần, tiểu hồ ly lập tức truyền đến một đạo tin tức, thân thể cũng theo kia yêu vương trên bờ vai bay vọt mà xuống, nhảy vào Giang giật trong ngực. Tiểu phỉ, Giang giật ôm lấy tiểu hồ ly, nhẹ vỗ về tiểu hồ ly cái đầu nhỏ, đầy mắt yêu chiều chi sắc hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tiểu hồ ly thân mật và thân thiết yêu thú tình cảm chân thành tha thiết không có nửa điểm giả dối giang giật tự nhiên cũng phát đến nội